Sự cố trường trung học Ôn Châu năm 1992. 44 học sinh đuối nước oan quay lại trường học. Ngày 3 tháng 4 năm 1992, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra tại trường trung học số 6 Ôn Châu. Cả lớp tổng cộng 48 học sinh cùng đi dã ngoại, nhưng có đến 44 người không may mắn qua đời. Kể từ đó, ngôi trường này luôn xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Một người bảo vệ đã tận mắt chứng kiến những chuyện không hay xảy ra, nhưng sau đó ông ấy cũng qua đời một cách kỳ lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những hiện tượng siêu nhiên này. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan, hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vụ tai nạn mang nhiều bí ẩn khác thường. Năm 2013, trên trang web của trường trung học số 6 Ôn Châu, có một bài viết được cho là người thân của những học sinh đã mất trong vụ tai nạn năm 1992, kể về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Tuy nhiên, bài viết này đã bị chặn bởi ban giám hiệu nhà trường vì cho rằng đây là những lời bịa đặt. Đến nay có rất ít người biết rõ về vụ tai nạn năm đó. Nhưng nếu muốn biết, bạn có thể tìm lại một người địa phương trên đường. Họ sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về vụ tai nạn khiến 44 em học sinh phải ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất. Chuyện xảy ra vào năm 1992, trường số 6 Ôn Châu có hoạt động ngoại khóa cho học sinh đi dã ngoại để giảm bớt áp lực học tập. Vào thời điểm đó, một lớp 48 học sinh lên một chuyến xe để đi cắm trại tại một quận khác ở địa phương. Sau khi trở về vào buổi chiều, lúc các bạn đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ những điều thú vị đã làm ngày hôm nay, thì bất ngờ tài xế bị lạc tay lái. Chiếc xe leo qua thành cầu và rơi thẳng xuống sông Ôn Châu. Một số người dân nơi đây nhìn thấy đã ngay lập tức gọi cứu hộ, nhưng khi họ đến thì đã quá muộn. Chỉ có 4 người trong tổng số 48 học sinh và giáo viên trên xe được cứu sống. Những người còn lại chỉ còn là cái xác không hồn. Một trong những nữ sinh sống sót sau khi tỉnh lại tại hiện trường đã không ngừng hét lên rằng có ai đó ở dưới nước nắm lấy chân không cho cô bơi lên và bảo rằng mọi người đừng nên xuống sông nữa vì ở dưới đó có ma. Có vẻ như thấy mọi người chưa tin, cô tiếp tục ngồi dậy chạy đến bờ sông hét lớn với nhân viên cứu hộ rằng hãy mau lên bờ, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Khi toàn bộ hoạt động tìm kiếm cứu hộ hoàn thành, sự việc kỳ lạ mà cô nữ sinh này nói không hề xảy ra. Họ suy đoán rằng có thể là do quá sợ hãi vì suýt mất mạng nên cô ấy đã không kiểm soát được lời nói và hành động. Vụ tai nạn này đã gây chấn động lớn vào thời điểm đó. Văn phòng giáo dục trường trung học cơ sở Ôn Châu cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Tất cả các hoạt động ngoại khóa đều bị hủy bỏ. 4 học sinh sống sót đã được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng vẫn còn những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa kết thúc. Vào ngày đầu tiên sau khi 4 học sinh sống sót trở lại trường học, cô nữ sinh từng la hét tại hiện trường nhớ lại hành trình trở về trường học vào lúc 3 giờ chiều. Lúc này, cô ngồi hàng ghế đầu của xe bên cạnh bác tài xế. Khi xe họ chuẩn bị đi đến hồ chứa nước, cô bỗng dưng quay sang nhìn thấy bác tài xế vẻ mặt nặng trĩu, nhưng không nghĩ nhiều vì có thể chỉ do ông ấy hơi mệt. Nhưng khi vừa lên cầu, bác tài đột nhiên vặn vẹo khuôn mặt, thấp giọng cười nói. Mọi người trên xe chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lao thẳng xuống hồ. Do đã được học kỹ năng bơi ở trường, cô gái sau khi rơi xuống nước đã bình tĩnh bơi ngược lên, nhưng cô luôn cảm giác có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ bắt đầu kéo cơ thể của mình xuống nước. Bản năng sinh tồn đã khiến cô vùng vẫy mạnh, cuối cùng thoát được và được nhân viên cứu hộ giải cứu. Để xác nhận lời nữ sinh này đã kể, một số phóng viên đã đến hiện trường và hỏi dân làng gần đó và nhận được câu trả lời rất bất ngờ. Sau khi dân làng nghe họ tường thuật lại lời kể của nữ sinh thì không có vẻ gì bất ngờ, bởi hồ chứa nước này từng có sự cố tương tự xảy ra. Dòng sông là nơi hội tụ âm khí của những linh hồn đã mất ở đây. Họ đã chịu đựng cái lạnh từ lòng sông và rất muốn thoát khỏi nơi này. Vì thế, những linh hồn này bắt đầu tìm kiếm người thay thế phù hợp. Khi những học sinh rơi xuống nước, có thể đã bị linh hồn níu kéo khiến họ không thể bơi lên bờ. Hơn nữa, nữ sinh thoát nạn đã khẳng định những người kéo cô xuống đều không phải là bạn học, bởi vì lực kéo của họ cực kỳ lớn, không giống với sức kéo của mấy đứa trẻ 15-16 tuổi. Càng không bàn tới chuyện khi đó họ bị áp lực cản trở do đang ở dưới nước. Khi mọi người còn đang chưa hiểu được những bí ẩn này thì một chuyện kỳ lạ lại xảy ra khiến tất cả vô cùng hoang mang lo sợ. Những linh hồn đã mất trở về trường sau 7 ngày. Sau giờ học vào ngày thứ 7 xảy ra tai nạn thương tâm này, người bảo vệ đang đi tuần tra trên lớp thứ 3 thì phát hiện một lớp học vẫn còn sáng đèn. Điều này khiến ông rất phân vân, bởi mỗi đêm ông đều sẽ tắt hết công tắc điện của tòa nhà giảng dạy. Một căn phòng không có điện thì lấy đâu ra ánh sáng. Ông thử cầm đèn pin lên kiểm tra thì phát hiện đây là lớp học vừa mới xảy ra tai nạn. Thử nhìn qua cửa sổ
ông đều thấy những gương mặt thân quen đã mất đang ngồi học nghiêm túc. Nhưng ai nấy từ đầu đến chân đều bị ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Vị giáo viên trên bục giảng trước mặt cũng là người rơi xuống nước cùng những học sinh. Tất cả họ đều trở lại học tại ngôi trường này trong 7 đêm đầu tiên. Khi nhớ rằng đây là đêm thứ 7, theo truyền thuyết, đây sẽ là ngày linh hồn người mất được quay trở lại. Ông cảm thấy ớn lạnh sống lưng và ngã quỵ trên mặt đất. Khi nghe âm thanh từ cú ngã, những học sinh đột nhiên quay ra nhìn ông và nở nụ cười quỷ dị. Sau đó từng người đứng lên như muốn đi về phía ông ấy. Ông lấy hết sức đứng dậy, chạy vội về phòng gác, cả đêm không dám nhắm mắt vì sợ họ tìm đến. Sáng hôm sau, người bảo vệ này vội vàng thông báo cho ban giám hiệu, nhưng nhà trường cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, còn phê bình ông ấy mê tín dị đoan và đề xuất thêm một nhân sự bảo vệ vào ca đêm. Đến vào rạng sáng hôm sau, có người phát hiện ông bảo vệ đã treo cổ trên một cột bóng rổ, biểu cảm gương mặt méo mó vặn vẹo. Hơn nữa, sân bóng rổ nằm tách biệt hoàn toàn với khu lớp học, lại được khóa bằng một tấm cửa sắt kiên cố. Người cầm chìa khóa là giáo viên thể dục, ông bảo vệ không có cách nào để mở cửa vào được. Nhưng đây được xác định không phải là một vụ tự tử, vì khi cảnh sát tới hiện trường điều tra thì không phát hiện thấy có dấu vết nào chứng tỏ ông ấy đã trèo cổng vào sân hết. Hiệu trưởng nhà trường đã sai người mở cửa lớp thứ 3 thì phát hiện bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn. Mỗi chỗ ngồi, dưới sàn còn có một vũng nước lớn, cảnh tượng chính xác như những gì người bảo vệ mô tả. Mọi người sợ hãi đến mức vội vã rời khỏi lớp học. Học sinh trong trường đều truyền tay nhau rằng ông ấy bị những linh hồn kia sát hại. Vụ án này cuối cùng bị bỏ ngỏ. Một số học sinh khi tham dự tiết tự học buổi tối về còn phát hiện lớp học đó vẫn sáng đèn. Chẳng bao lâu, một đồn 10, 10 đồn trăm, tin này đã lan ra khắp nơi. Nhà trường đã quyết định hủy bỏ tiết tự học buổi tối cho học sinh về nhà sớm. Sự kiện chỉ tạm lắng khi nhà trường quyết định đổi tên thành trường thực nghiệm Ôn Châu. Sự kiện lớp học ma trường trung học cơ sở Ôn Châu từng gây chấn động cả nước. Tâm linh cuộc sống một lần nữa muốn nói với mọi người. Đối với những hiện tượng siêu nhiên, có thể có người nghĩ là bịa, là truyền tải vấn đề tâm linh một cách mù quáng. Nhưng chúng ta phải công nhận, có quá nhiều sự kiện diễn ra không hề giống khoa học mà chúng ta từng biết. Đối với những chia sẻ của chúng tôi, mong rằng những điều này mang lại tâm lý tích cực cho bạn, vui vui vẻ vẻ đón nhận chúng. Bạn nghĩ gì về sự kiện tại ngôi trường này? Hãy để lại bình luận của mình dưới video nhé. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Cuộc phẫu thuật tước bỏ linh hồn giành giải thưởng Nobel. Kinh hoàng biến hàng vạn người Mỹ thành xác sống. Bạn có tin vào sự tồn tại của linh hồn không? Vào khoảng 90 năm trước, hai nhà khoa học người Mỹ đã phát minh ra một phương pháp phẫu thuật tách linh hồn chỉ với $25. Phương pháp này có thể chữa khỏi cho một số bệnh nhân tâm thần chỉ trong khoảng 10 phút. Họ thậm chí còn nhận giải Nobel năm 1949. Nhưng điều này đã trở thành một trong những vết đen lớn nhất trong lịch sử giải Nobel, bởi nó khiến hàng trăm nghìn người Mỹ trở thành những xác sống. Phương pháp phẫu thuật tách linh hồn được thực hiện như thế nào? Liệu họ thật sự có thể tách rời linh hồn của con người hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phẫu thuật thủy não. Bộ não của con người là một khu vực rất kỳ diệu bởi những vị trí khác nhau sẽ thực hiện những chức năng khác nhau. Các nhà khoa học đã chia bộ não con người thành 4 vùng. Vùng phía trước gần trán được gọi là thùy trán, phía sau đầu gọi là thùy trẩm, phần trên giữa gần đỉnh đầu gọi là thùy đỉnh và phần dưới giữa gần tai được gọi là thùy thái dương. Có thể thấy rằng các nhà khoa học cũng rất nhân văn, làm mọi thứ thuận tiện nhất có thể. Trong nhận thức chung, linh hồn của con người cư trú trong thùy trán, vì khu vực ấy quản lý cảm xúc, nhận thức, cảm giác đau và hành vi của con người. Những điều này chính là hình thức biểu đạt của linh hồn nhân loại.
vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20. Khái niệm phân khu não còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, thông qua những sự tình cờ, con người đã hiểu rõ một phần chức năng của thùy trán. Thông qua việc can thiệp vào thùy trán, một nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp điều trị nhanh chóng cho các bệnh nhân tâm thần. Thậm chí nhờ đó mà ông được trao giải Nobel. Chỉ có điều, lần trao giải này đã trở thành một phần lịch sử đen tối mà Nobel mãi mãi không muốn nhắc đến. Để hiểu câu chuyện này, cần phải bắt đầu từ bối cảnh thời đại lúc bấy giờ. Vào những năm 1930, Mỹ đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cứ 4 người thì có một người thất nghiệp. Trong hoàn cảnh đó, xã hội Mỹ trở nên vô cùng hỗn loạn với sự gia tăng của các vụ tội phạm bạo lực, càng làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn xã hội. Nhiều người dân lúc này không còn nhìn thấy hy vọng cho tương lai. Đối mặt với khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống tối thiểu, họ càng không thể chăm sóc cho trẻ em và người già, khiến nhiều người đã phát sinh các vấn đề tâm lý dưới áp lực nặng nề. Theo thông tin, chỉ trong vòng 6 tháng, Mỹ đã có thêm hơn 900.000 bệnh nhân tâm thần. Số lượng lớn bệnh nhân tâm thần đã gây ra cú sốc lớn cho hệ thống y tế lúc bấy giờ. Các bệnh viện tâm thần thì chật cứng và do phương pháp điều trị hạn chế, các bác sĩ cũng không có giải pháp tốt nào mà chỉ có thể để bệnh nhân từ từ điều trị trong bệnh viện. Một số bác sĩ thậm chí vì vậy mà tâm lý bị sụp đổ, trở thành người mắc bệnh tâm thần. Các bác sĩ trong bệnh viện cho rằng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách, nên bắt đầu sử dụng một số biện pháp bạo lực để điều trị, chẳng hạn như gây mê, sốc điện, trói buộc hay đánh đập. Họ dùng phương pháp này để hành hạ bệnh nhân đến kiệt sức, khiến bệnh nhân tự nhiên không còn phát điên hay cuồng loạn nữa. Chỉ có điều, phương pháp này lại là sự tra tấn đối với bác sĩ và đối với bệnh nhân thì lại là một nỗi đau khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên, tình trạng đôi bên cùng thua này rất nhanh chóng đã được cải thiện vì có người phát minh ra một phương pháp điều trị ngắn hạn, hiệu quả nhanh lại không tốn chi phí. Phương pháp này được gọi là liệu pháp phẫu thuật phá thùy trán. Cảm hứng cho liệu pháp phẫu thuật phá thùy trán đến từ hai con khỉ đột. Vào thời điểm đó, một nhà thần kinh học tên là John Fulton để nghiên cứu vai trò của các vùng chức năng trong não đã bắt đầu thí nghiệm với hai con tinh tinh. Hai con tinh tinh này rất dữ dội, có ham muốn tấn công mạnh mẽ. Trong một lần thí nghiệm, Fulton đã phá hủy vỏ não trước của hai con tinh tinh. Kết quả là tính cách của chúng đột nhiên trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Sau một thời gian quan sát, ông phát hiện ngoài việc thay đổi tính cách thì tinh tinh dường như không có tác dụng phụ nào khác. Do đó, Fulton đã rút ra kết luận rằng cắt bỏ vỏ não trước có thể làm cho tinh tinh trở nên hiền lành. Phương pháp của ông có thực sự hiệu quả, nhưng đối tượng quan sát của ông là tinh tinh và trí tuệ, cảm xúc cùng hành vi của chúng có sự khác biệt lớn với con người. Vì vậy, nếu áp dụng một cách bừa bãi lên con người, chắc chắn sẽ mang lại nhiều rủi ro. Chỉ có điều vào thời điểm đó, con người đã không còn quan tâm đến những điều này khi đối phó với các bệnh nhân tâm thần. Vậy liệu phương pháp trên có tác dụng nào đối với con người hay không? Một cuộc phẫu thuật tách linh hồn từng đoạt giải Nobel chỉ cần nửa giờ và tốn $25 có thể khiến những bệnh nhân tâm thần cuồng loạn trở nên hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng tại sao phương pháp này hiện nay lại bị cấm và trở thành một phần lịch sử đen tối của giải Nobel? Phương pháp phẫu thuật tàn nhẫn. Một bệnh nhân trầm cảm tên là Allen có xu hướng tự làm hại bản thân rất mạnh mẽ, đôi khi còn tấn công người khác. Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện tâm thần không hiệu quả, vào năm 1946, gia đình đã đưa anh đến phòng khám của bác sĩ Walter Freeman. Bác sĩ Freeman được cho là có một phương pháp điều trị tâm thần đặc biệt. Chỉ cần phẫu thuật thành công thì tỷ lệ khỏi bệnh gần như đạt 100%. Freeman đã nhiệt tình tiếp đón và nói với gia đình của Allen rằng nếu không ngại, họ có thể qua đường đến quán để uống một tách cà phê. Sau khi trở về, họ sẽ có thể chào đón một Allen hoàn toàn bình thường. Khoảng nửa giờ sau, cả gia đình quay lại phòng khám. Ca phẫu thuật của Allen quả thật đã hoàn tất. Lúc này, ngoài việc tinh thần có vẻ uể oải thì mọi thứ của Allen đều bình thường. Anh không còn cáu kỉnh, tâm trạng rất ôn hòa và cũng không còn có xu hướng tự làm hại bản thân. Gia đình rất cảm ơn bác sĩ Freeman và cho rằng ông đã cứu sống cả gia đình. Tuy nhiên, họ không biết rằng Allen lúc này đã hoàn toàn mất đi thùy trán. Linh hồn của anh đã bị cắt bỏ. Ca phẫu thuật mà bác sĩ Freeman thực hiện chính là liệu pháp phẫu thuật phá hủy thùy não được ông và Igas Moni phát hiện. Họ đã tìm ra cảm hứng cho phẫu thuật phá hủy vỏ não trước trán xuất phát từ phẫu thuật cắt bỏ vỏ não trước của khỉ đột của Fulton.
cả hai vị bác sĩ đều cho rằng phương pháp này hiệu quả đối với khỉ đột, thì đối với sự tương đồng về cấu trúc của con người và khỉ đột, liệu có thể áp dụng để điều trị các bệnh tâm thần cho con người không? Nếu phương pháp này có thể biến một người đang hung cảm, trầm cảm hoặc có xu hướng tấn công bạo lực thành một người hiền lành, ngoan ngoãn, thì chắc chắn gia đình bệnh nhân sẽ rất hài lòng. Sau 6 tháng chuẩn bị và thí nghiệm, Moni và Freeman đã thực hiện ca phẫu thuật phá hủy thùy trán đầu tiên trên thế giới. Quá trình phẫu thuật rất tàn nhẫn, họ cần gây mê cho bệnh nhân trước, sau đó cắt mở hai bên hộp sọ, rồi sử dụng một ống tiêm lớn để tiêm ethanol vào vị trí vỏ não trước của bệnh nhân. Bởi ethanol có khả năng tiêu diệt sợi thần kinh. Mục đích của họ là hoàn toàn phá hủy vỏ não trước của bệnh nhân. Hiệu quả của ca phẫu thuật là rõ ràng, bởi sau khi tỉnh dậy, tình trạng tinh thần của bệnh nhân quả thật đã trở nên ôn hòa hơn, ngoài một số biểu hiện uể oải dường như không có gì bất thường. Vì vậy, sau khi xác định ca phẫu thuật thành công, hai người bắt đầu quảng bá rộng rãi phương pháp điều trị này. Vô số bệnh nhân tâm thần đã trở thành những người hiền lành, dễ bảo nhờ phẫu thuật phá hủy thùy trán. Còn Moniz thì nhờ vào công nghệ y tế cứu rỗi thế giới này mà đã giành được giải Nobel năm 1949. Sau khi nhận giải, Moni đã trở thành một anh hùng nổi tiếng, được vô số người xem là thần tượng. Tuy nhiên, Freeman lại cho rằng ca phẫu thuật này vẫn còn có chỗ để cải tiến. Vì phẫu thuật khá phức tạp và tốn kém, việc quảng bá và phổ biến cũng gặp khó khăn, nên Freeman đã phát huy tinh thần nghiên cứu. Cuối cùng thành công trong việc cải tiến phẫu thuật phá hủy thùy trán và sáng tạo ra phương pháp điều trị khác. Phương pháp này trước tiên là sốc điện cho bệnh nhân, sau đó dùng mũi khoan lạnh đâm từ mắt bệnh nhân vào vỏ não trước, rồi khuấy động mạnh. Quá trình trên sẽ phá hủy hoàn toàn chất xám và chất trắng trong não bệnh nhân, cực kỳ tàn nhẫn. Tuy nhiên, phương pháp mà Freeman vừa phát minh thực sự đã cải tiến ca phẫu thuật cắt bỏ thùy trán. Chỉ cần khoảng 10 phút với chi phí chưa đến $25 để hoàn thành toàn bộ điều trị, Freeman đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ phương pháp phẫu thuật cải tiến. Nhưng cũng chính vào lúc này, di chứng của ca phẫu thuật phá hủy thùy trán cũng bắt đầu xuất hiện. Những con người mất đi linh hồn. Với chi phí $25 lại có thể biến một bệnh nhân tâm thần cuồng loạn thành một đứa trẻ ngoan, khiến nhiều người có thể chi trả cho chi phí điều trị đổ xô đến để chữa bệnh. Tuy nhiên, những bệnh nhân đã từng trải qua phẫu thuật phá hủy thùy trán lại dần lộ ra những điểm bất thường. Bởi sau khi phẫu thuật, bệnh nhân mặc dù trở nên hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng lại mất khả năng biểu đạt cảm xúc. Dù người đối diện có giao tiếp hay kích thích, họ cũng không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, giống như một kẻ ngốc, không có ý thức. Lúc này, gia đình họ có phần hối hận, muốn người thân mình trở lại như trước, nhưng việc phá hủy thùy trán là không thể đảo ngược. Một khi thùy trán đã bị phá hủy, thì không có khả năng phục hồi. Điều này nghĩa là người thân của họ sẽ mãi mãi trở thành những xác sống, mất đi linh hồn. Nhiều gia đình bệnh nhân đã bắt đầu phản đối, nhưng việc phản đối và nghi ngờ đều vô ích, bởi dù sao thì Moni cũng đã được chứng nhận bằng giải Nobel. Ngay cả em gái của Tổng thống Kennedy cũng đã trở thành bệnh nhân mất trí và liệt sau khi thực hiện ca phẫu thuật này. Thì người dân bình thường có tư cách gì để lên tiếng? Sau khi liệu pháp mới được phát minh, Freeman đã thay thế Moni và trở thành cơn ác mộng của bệnh nhân tâm thần. Vào thời điểm đó, Freeman đã trở thành triệu phú. Ông còn tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàn toàn các bệnh tâm thần. Thật ra Freeman cũng biết về tác dụng phụ của liệu pháp mà mình phát minh. Tuy nhiên, ông lại hoàn toàn không muốn thừa nhận điều đó. Dù sao thì đây cũng là sự đảm bảo cho tài sản và danh tiếng của ông. Nhưng thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Freeman cuối cùng cũng gặp phải sự lựa chọn khó khăn. Vào tháng 7 năm 1946, con trai của ông không may bị chết đuối, khiến vợ ông vì vậy mà mắc phải chứng trầm cảm nặng. Bà đã yêu cầu Freeman sử dụng liệu pháp phẫu thuật thùy trán để điều trị, do không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất con. Nhưng Freeman vẫn không hành động, bởi vì trong thâm tâm ông biết rằng phẫu thuật này không chỉ lấy đi bệnh tật mà còn lấy đi cả linh hồn của con người. Dù vậy, ông vẫn không chủ động ngừng tay mà vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này để điều trị tâm lý. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, có hàng chục nghìn người đã phải chịu đựng sự bức hại của liệu pháp phẫu thuật thùy trán mà trở thành những xác sống không có trí tuệ, dễ bị điều khiển. Mãi cho đến sau năm 1954, Mỹ đã tung ra nhiều loại thuốc điều trị bệnh tâm thần. Những loại thuốc này không cần phá hủy cơ thể mà vẫn có thể ức chế hiệu quả các bệnh tâm thần, nên rõ ràng đây là một lựa chọn tốt hơn. Sau khi những loại thuốc này trở nên phổ biến, liệu pháp phẫu thuật thùy trán mới rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Chỉ có điều,
những người bị thương do liệu pháp này không thể nào hồi phục được nữa. Họ đã mãi mãi mất đi linh hồn. Rõ ràng Freeman và đồng bọn đã không còn xứng đáng với hai chữ bác sĩ. Họ chỉ có thể được xem là những thương nhân thất bại. Sau khi bước vào kỷ nguyên công nghệ, con người luôn đặt nhiều câu hỏi vào sự phát triển của công nghệ. Nhưng nếu sự phát triển của công nghệ mà thiếu ràng buộc đạo đức, thì cũng sẽ chỉ trở thành một thảm họa. Bạn nghĩ gì về phương pháp điều trị tàn nhẫn này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Blogger nổi tiếng ném vỡ tượng Phật Quan Âm trong cơn tức giận. Sau 3 năm mất tích, đã quy y Phật giáo. Trong cơn tức giận, một blogger Trung Quốc tên là Ân Cửu Hoa đã đập phá tượng Phật Quan Âm với lý do để thách thức mọi tà ma quỷ quái và thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, 3 năm sau khi video này được phát hành, anh lại thành lập một hội chuyên làm việc thiện theo ý nghĩa của Phật giáo. Người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt video thách thức thần linh, vô thần, bài trừ tôn giáo, vì sao lại mất tích bí ẩn suốt 3 năm và thay đổi đột ngột sau khi trở lại như vậy? Điều gì đã xảy ra với anh ta? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ân Cửu Hoa tự xưng là người có bát tự cứng nhất. Trước đây, Ân Cửu Hoa luôn tự cho mình là người đại diện cho việc chống lại mê tín dị đoan, thể hiện tư tưởng vô thần mạnh mẽ. Để phản đối việc mê tín dị đoan, anh ấy bắt đầu chơi các trò chơi tâm linh để kiểm tra tính xác thực. Thậm chí còn livestream cả quá trình thực hiện khiến người xem rất tò mò. Trong số tất cả trò chơi tâm linh lớn nhỏ, không có trò chơi nào Ân Cửu Hoa chưa từng thử qua. Càng là điều cấm kỵ, anh lại càng quyết tâm thực hiện như bút tiên, đĩa tiên, nửa đêm vừa ăn cơm vừa thắp nhang. Ban đầu những thứ này chỉ là trò chơi nhỏ vui nhộn, nhưng kể từ khi anh ta đập phá một bức tượng thần, các trang mạng lại bắt đầu dậy sóng và yêu cầu anh nói ra ngày sinh của mình. Thậm chí có một vị thầy đã ra giá 600.000 nhân dân tệ để lấy đầu của Ân Cửu Hoa. Đối với người bình thường, bút tiên quả thực là một trò chơi giải trí đơn giản và dễ thực hiện. Nhiều người trẻ tuổi không tin vào quỷ thần nhưng lại thích cảm giác mạo hiểm chắc hẳn đã từng chơi những trò chơi tâm linh như vậy. Bút tiên là một trò chơi truyền thống của người Mexico, sử dụng để triệu hồi ma quỷ, giao tiếp với thế lực tâm linh huyền bí, tương tự như trò chơi cầu cơ. Ban đầu, Ân Cửu Hoa cũng chỉ là tò mò về thần tiên yêu quái, thực sự muốn tự mình thử nghiệm xem những lời đồn có thật hay không. Mặc dù ai cũng tò mò, nhưng trước những lời nhắc nhở của những người đi trước rằng không nên dễ dàng đi tìm hiểu những trò chơi ma quái như vậy. Ai cũng lo lắng một ngày nào đó, Ân Cửu Hoa sẽ tự mình chuốc lấy rắc rối. Bởi bản chất thật sự ẩn đằng sau thế lực tâm linh luôn rất đáng sợ. Nếu không có duyên thì không thể kết nối, không có nợ thì sẽ không đến. Những sự việc chỉ xảy ra khi có duyên phận kết nối chúng lại với nhau, nên nhiều người buộc phải tin vào duyên phận. Nhiều tin đồn cho rằng, rất nhiều người sau khi chơi những trò chơi này bắt đầu xuất hiện những vấn đề về sức khỏe tâm lý. Nó giống như nghi thức mời thần trong văn hóa cổ xưa của các nước phương Đông. Dân gian càng tin tưởng sâu sắc vào việc này. Người xưa tin rằng những nghi lễ này có thể mời được thần linh xuất hiện. Nhưng mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Điều gì sẽ xảy ra khi một linh hồn ma quỷ vô tình được mời tới mà không thể đuổi đi? Nếu vậy chẳng phải là dễ gây họa cho bản thân hay sao? Cuối cùng trong thế giới thẳm sâu của chúng ta đầy rẫy những điều bí ẩn và không rõ ràng. Nhiều hiện tượng siêu nhiên ngay đến khoa học cũng khó mà giải thích. Vậy nên chúng ta không thể xem thường những điều bí ẩn này. Nếu đã quyết định tham gia những trò chơi tâm linh thì hãy thận trọng và giữ thái độ tôn trọng. Bởi một hành động bất cẩn hoặc xem thường cũng có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Vì vậy mặc dù không nên tin tưởng hoàn toàn vào những điều này, nhưng người tham gia vẫn cần giữ lòng kính sợ và cẩn trọng. Đây cũng là biện pháp tự bảo vệ bản thân. Bắt đầu xuất hiện trên video vào năm 2020, một chàng trai tên Ân Cửu Hoa mà chúng ta nhắc tới
nhanh chóng trở thành hiện tượng nổi tiếng trên mạng. Trong những video đăng tải của anh luôn có những hành động liên quan đến âm phủ, chẳng hạn như ở ngã tư uống trà hay chơi các trò chơi ma quái. Nhờ những video này, Ân Cửu Hoa đã thu hút được không ít khán giả thích xem những chuyện lạ. Thậm chí còn để mọi người chứng kiến cảnh tượng thách thức của anh đối với các thế lực siêu nhiên, như nửa đêm ăn cơm tại ngã tư với ba nén hương cắm vào bát. Sau khi Ân Cửu Hoa ăn xong, vẫn không có gì xảy ra. Hành động trên đã phá tan lời đồn đại về việc ăn cơm cho vào nửa đêm sẽ bước vào âm phủ. Video này cũng giúp anh bắt đầu nổi tiếng hơn, lượt xem nhanh chóng tăng, giúp Ân Cửu Hoa kiếm được số tiền kha khá. Càng về sau, Ân Cửu Hoa càng trở nên lộng hành, thậm chí bắt đầu động tới những vị thần. Vị thần đầu tiên anh phá hủy, gây xôn xao mạng xã hội chính là Bảo Gia Tiên ở Đông Bắc, tượng Hồ Tam Thái. Truyền thuyết kể rằng Hồ Tam Thái được sinh ra sau khi Bàng Cổ khai thiên lập địa, vốn là con cáo trắng chín đuôi của nhà Hồ ở Đồ Sơn. Vì có công giúp Đại Vũ trị thủy nên được thiên đế phong chức thần tiên. Nhiệm vụ của bà là kiểm tra thiện ác trong nhân gian, thương xót phúc họa của nhân dân và bảo vệ yên bình gia đình. Sau này trong dân gian, bà Hồ Tam Thái được tôn xưng là vị Bảo Gia Tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Ân Cửu Hoa với tư cách là một người bản địa ở Đông Bắc đã dám là người đầu tiên phá hủy pho tượng thần của địa phương để thể hiện rằng mình thật sự không tin vào quỷ thần. Sau khi video được đăng tải đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi. Không ít người ủng hộ Ân Cửu Hoa vì đã chống lại mê tín dị đoan, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chỉ đang làm ra những hành động lập dị để thu hút lưu lượng truy cập. Cho đến khi anh ta công khai ném vỡ tượng Phật Quan Âm, những người theo đạo bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước hành vi không kính trọng thần linh của Ân Cửu Hoa. Họ nói rằng anh ta sẽ bị trừng phạt vì trong lòng đa số người Trung Quốc, những vị thần Phật này vẫn rất được tôn sùng. Nhiều người còn trực tiếp hỏi về lá số tử vi của Ân Cửu Hoa trong bình luận. Chỉ vì tò mò không biết có phải vì bát tự của anh ta rất mạnh nên mới không sợ chọc giận các vị thần hay không. Ân Tử Hoa cũng không ngại công khai lá số tử vi của mình. Tuy nhiên, không lâu sau khi Ân Cửu Hoa chia sẻ lá số tử vi của mình trên mạng, anh ta đột ngột biến mất. Ban đầu có người đồn đại rằng vì Ân Cửu Hoa quá ngông cuồng nên đã bị đánh hội đồng và không dám quay video nữa. Cũng có người nói anh bị thần linh trừng phạt. Rất nhiều lời đồn đại và suy đoán khác nhau được đưa ra khi Ân Cửu Hoa mất tích không dấu vết suốt 3 năm trên Internet. Người xưa thường nói trên đầu ba thước có thần linh, nghĩa là họ tin vào việc sự hiện diện của các vị thần ngay bên cạnh con người chúng ta. Vậy sự thật ẩn giấu phía sau sự rút lui của Ân Cửu Hoa trên Internet là gì? Kể từ khi Ân Cửu Hoa quật ngã tượng Phật Quan Âm 3 năm trước, anh cũng đột ngột ngừng cập nhật video và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Có lẽ vào thời điểm đó, anh ấy đã bắt đầu tin vào sức mạnh siêu nhiên. Thực tế là Ân Cửu Hoa đã từng bước thay đổi suy nghĩ của mình kể từ các video trước đó. Người ta nói rằng khi Ân Cửu Hoa chơi trò thử thách bút tiên, chiếc bút đã đột nhiên rơi xuống mà không ai chạm vào. Sau đó, nhà anh cũng đột ngột bị mất điện, khiến bản thân anh cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhiều người có nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân mới có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Dường như Ân Cửu Hoa đã thực sự sợ hãi khi rút lui khỏi mạng xã hội suốt 3 năm. Cho đến vài tháng gần đây, một cư dân mạng phát hiện anh ấy đã đăng ký một tài khoản nhỏ tên là Liên minh Từ Thiện Cửu Hoa. Mục đích của liên minh này là phát nguyện thả 10.000 con cá, với tinh thần chúng sinh trao ta, ta trao chúng sinh. Trên video, Ân Cửu Hoa gần như thay đổi theo hướng ngược lại thời gian trước đó, khiến mọi người vô cùng khó tin. Đây là Ân Cửu Hoa vô thần của chúng ta đây sao? Ban đầu cư dân mạng nghĩ rằng anh đang muốn thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ Ân Cửu Hoa đã thực sự hối cải, mỗi ngày đều cố gắng phóng sinh. Tất cả đều thắc mắc một người vô thần như Ân Cửu Hoa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Có tin đồn rằng một điều gì đó vô cùng tồi tệ đã xảy ra với Ân Cửu Hoa và gia đình, khiến bản thân anh trở nên lo lắng như vậy. Vì vậy anh không chỉ xóa video trên các nền tảng mạng, mà còn đích thân đến núi Cửu Hoa chân thành sám hối trước Địa Tạng Vương Bồ Tát, phát nguyện phóng sinh 10.000 sinh linh. Những gì đã xảy ra với Ân Cửu Hoa chưa có nhiều thông tin xác nhận rõ ràng. Tuy nhiên trước sự thay đổi lớn này, mọi người đều tin rằng có thể anh ấy đã thực sự chứng kiến được điều gì đó. Có thể là đại nạn đáng sợ hoặc tỉnh thức giác ngộ. Vì vậy mà tâm hồn mới thay đổi lớn như vậy. Sau sự cố blogger Ân Tiểu Hoa, Tâm Linh Cuộc Sống muốn khuyên mọi người rằng chúng ta có thể không tin vào thần Phật,
nhưng vẫn phải giữ lòng kính trọng họ. Bởi họ chính là niềm tin duy nhất để con người có thể nhìn nhận lại bản thân và sống tốt hơn. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Khi ngôi chùa ở Bắc Kinh gần 1.000 năm bị phá hủy, ba điều kỳ lạ đã xảy ra. Miếu Nương Nương Bắc Đính ở Bắc Kinh từng được chọn là địa điểm để xây dựng Watercube, trung tâm bơi lội quốc gia, để phục vụ cho Olympic. Nhưng khi vừa khởi công thì một loạt hiện tượng kỳ bí đã xảy ra, khiến dự án này phải tạm ngừng và sau đó là thay đổi địa điểm xây dựng. Các bạn có tin rằng trên đời này thật sự có thần tiên hiển linh? Ba hiện tượng kỳ lạ như trong truyền thuyết đã xảy ra tại miếu Bắc Đính Nương Nương trong thời buổi hiện đại, và cho đến hiện tại vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng cho ba hiện tượng siêu nhiên này. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay là sự nổi giận của thần linh? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Cơn lốc xoáy trăm năm có một tại Bắc Kinh. Miếu Bắc Đính Nương Nương nằm ở quận Triều Dương thuộc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây là một trong năm đính nổi tiếng trong lịch sử Bắc Kinh và được xem là một công trình kiến trúc quan trọng phía bắc thành phố này. Năm đính miếu là năm tòa thần miếu Thái Sơn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, bao gồm Đông Đính, Nam Đính, Tây Đính, Bắc Đính và Trung Đính, được xây dựng từ đời nhà Minh. Đến thời đại nhà Thanh thì Bắc Đính Nương Nương được trùng tu lại theo lệnh của vua Càng Long. Đây là ngôi miếu lớn thờ phụng Bích Hòa Nguyên Quân, hay còn được gọi là Bắc Đính Nương Nương. Bà là con gái của Đông Nhạc Đại Đế và là em gái của Ngọc Hoàng Đại Đế và một số vị thần khác như Tiên Thiên Nương Nương, Tống Tử Nương Nương. Vào năm 2004, vì việc xây dựng Watercube, trung tâm bơi lội quốc gia tại Bắc Kinh, có phạm vi quy hoạch đến khu vực của miếu Bắc Đính Nương Nương, nên theo kế hoạch, ngôi miếu này phải bị phá bỏ. Tuy nhiên, vào ngày triển khai kế hoạch dọn dẹp và di rời, khi nhân viên vừa tháo giữa hai cánh cổng của miếu Bắc Đính Nương Nương, thì một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra. Bầu trời đang quang đãng, bỗng dưng bị những đám mây đen dày đặc che phủ, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, một cơn lốc xoáy xuất hiện ngay cổng ngôi miếu, cuốn theo đất cát bay mù mịt. Những lan can được dựng tạm trên công trình, thiết bị xây dựng và công nhân cũng bị lốc xoáy cuốn bay lên không trung. Cơn lốc xoáy dữ dội hoành hành trong khoảng 10 phút mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, nó cũng đã phá hủy toàn bộ công trường, khiến 44 công nhân bị thương, 5 người bị thương nặng và 2 người thiệt mạng. Mọi thứ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương hoàn toàn không bị một chút ảnh hưởng nào. Cảm giác như thể hướng đi của cơn lốc này là có mục đích. Nó đã càn quét toàn bộ công trường nhưng lại không hề đụng đến miếu, mặc dù cơn lốc xuất hiện ngay trên mặt đất ở lối vào ngôi miếu. Sự cố mở đầu này khiến nhiều người cảm thấy có chút hoang mang rằng tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy. Như chúng ta đã biết, hầu hết những cơn lốc xoáy tại Trung Quốc đều tập trung ở hai tỉnh An Huy và Quảng Đông. Hiện tượng thời tiết này thường xuyên xảy ra ở vùng Đông Bắc Bộ do đặc điểm địa lý khu vực. Trong hồ sơ lịch sử thời tiết gần 100 năm qua ở Bắc Kinh, chưa từng ghi lại một hiện tượng lốc xoáy nào xảy ra. Các chuyên gia thời tiết cho biết đây là hiện tượng trăm năm khó gặp. Nhưng kế hoạch phá bỏ ngôi miếu không vì tai nạn này mà dừng lại. Và tất nhiên, những hiện tượng siêu nhiên lại tiếp diễn. Hố rắn bất thường xuất hiện tại công trình. Sau khi cơn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ, một số công nhân và kỹ sư có kinh nghiệm cũng xin từ chức. Đội ngũ xây dựng chỉ còn một vài người bạo gan ở lại để tiếp tục hoàn thành công trình. Nhưng điều mà họ chưa bao giờ ngờ đến đó là một thời gian không lâu sau khi công việc được tiếp tục, đội thi công đào được một cái hố lớn ở công trường. Bên trong hố có nhiều rắn đến mức khiến người ta nhìn vào phải sởn gai ốc. Ở Trung Quốc, tín ngưỡng thờ rắn được biết đến khá sớm, thể hiện qua hình tượng thần Phục Hy đầu người đuôi rắn, thần Nữ Oa đầu người mình rắn. Các đền miếu thờ rắn ở Trung Quốc nhiều vô kể, đặc biệt là ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, thuộc miền Duyên Hải Hoa Đông và vùng lĩnh Nam Trung Quốc. Ngay ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang cũng có miếu thờ và xương. Trong có tạc tượng xà vương bằng hình một vị tướng quân. Vì vậy, người dân bản địa đều nói đây có thể là một con vật đang trấn giữ vùng đất linh thiêng này. Thật sự không nên phá hủy. Hơn nữa, số lượng rắn không hề nhỏ. Nhưng vì muốn kịp tiến độ thi công nên mọi người vẫn phải xử lý gấp hố rắn này,
mặc dù trong lòng cũng có chút bất an. Ánh sáng rực rỡ phát ra từ miếu Bắc Đính Nương Nương. Vào đêm hôm đội thi công phát hiện và xử lý hố rắn, không hiểu tại sao khu vực của công trường Waterkill đột ngột bị mất điện. Đối với một dự án quan trọng cùng quy mô lớn như vậy, thì việc hậu cần cũng được đảm bảo chắc chắn với nguồn năng lượng điện dự phòng. Việc mất điện đột ngột như vậy là rất khó xảy ra. Điều khó hiểu nhất là khi xung quanh chìm vào bóng tối, thì miếu Bắc Đính Nương Nương lại được xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Hiện tượng kỳ lạ này tiếp tục khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ, bởi ngôi miếu này hoàn toàn không có thiết bị phát điện nào được lắp đặt. Ánh sáng này rốt cuộc đến từ đâu? Có phải Bắc Đính Nương Nương đang thực sự hiển linh? Mặc dù rất tò mò, nhưng không ai dám vào miếu để xem chuyện gì xảy ra. Những sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau cuối cùng cũng thu hút được nhiều sự chú ý của ban quản lý dự án. Người dân xung quanh ai nấy đều tin đây không phải là một sự trùng hợp. Vào thời điểm đó, họ đã mời những chuyên gia văn hóa dân gian để tiến hành một chuyến đi khảo sát thực tế. Cuối cùng, theo đề nghị của chuyên gia, ngôi miếu Bắc Đính Nương Nương nên được giữ lại. Các bộ phận liên quan cũng xin ý kiến của Ban Bảo vệ Di tích Văn hóa, quyết định điều chỉnh tất cả các phương án lựa chọn địa điểm xây dựng. Vị trí xây dựng của công trình Waterkill đã được lùi lại hơn 100 mét về phía Bắc để thuận lợi cho việc thi công mà không phải mạo phạm đến thần linh. Tại vị trí mới mà Waterkill được xây dựng, toàn bộ công trình diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi mà không bao giờ gặp phải những hiện tượng kỳ lạ như trước. Và miếu Bắc Đính Nương Nương sau khi thiết kế xây dựng được quyết định sửa đổi cũng không còn xuất hiện ánh sáng lúc nửa đêm. Liệu những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện có phải là lời cảnh báo cho việc phá hủy ngôi miếu nghìn năm ở Bắc Kinh? Không một ai biết lời cảnh báo này có phải sự thật hay không. Tuy nhiên, đối với nhiều tín đồ của đạo giáo thì thần linh chiếm một vị trí rất quan trọng. Miếu Bắc Đính Nương Nương được xem là một địa điểm thờ thần dân gian chân chính trong đạo giáo Trung Quốc. Vì vậy đây được xem là vùng đất linh thiêng không thể xâm phạm. Theo dòng chảy lịch sử, miếu Bắc Đính Nương Nương đã xuất hiện sớm hơn Waterkill và được Cục Di tích Văn hóa Bắc Kinh đánh giá là một quần thể kiến trúc cổ. Điều này có nghĩa không thể đưa nơi này vào phạm vi tháo dỡ. Một số báo cáo còn nhận định miếu Bắc Đính Nương Nương từng được xem là một trong 7 công trình trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều năm, trong thời đại Internet và mọi thứ còn chưa phát triển, nên không để lại nhiều thông tin. Sau rất nhiều công trình được xây dựng, miếu Bắc Đính Nương Nương vẫn tọa lạc giữa những tòa nhà hiện đại với một hình ảnh đơn giản và cổ kính. Trải qua một loạt hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra, mọi người cũng sẽ không dám tin tưởng vào những tà thuyết như nhận định thắng thiên, đấu với trời, đấu với đất. Càng hiểu được đối với thần linh thì trong tâm phải luôn kính sợ. Miếu Nương Nương Bắc Đính hiện tại hương khói rất vượng, khách hành hương trong và ngoài nước đều đến đây để cung bái. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Vụ cháy nhà hát Mãn Châu khiến 899 người bị thiêu sống và những sự kiện kỳ quái liên tục xảy ra sau đó. Vào một ngày tại sân khấu Mãn Châu, hơn 1.200 khán giả đến xem hát thì có đến 899 người bị thiêu sống. Sau trận hỏa hoạn, mỗi đêm nhà hát lại có những âm thanh la hét và tiếng hát lạ lùng cất lên như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Vụ cháy gần 100 năm trước từng khiến cả vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Từ đó, đất đai thuộc thành phố Đan Đông này cũng không một ai dám động đến. Tháp Trấn Hồn tuy đã được xây dựng nhưng liệu có trấn được những linh hồn chết oan hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Tháp Trấn Hồn Đan Đông. Tòa tháp với hình dáng kỳ lạ này được xây dựng vào tháng 11 năm 1937, tọa lạc tại cộng đồng Vườn Quảng Tế, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, khác hẳn với những ngôi tháp cổ kính để du khách tham quan chiêm ngưỡng. Kiến trúc của tòa tháp này khá đơn giản, không trang trí bất kỳ đồ vật gì mà chỉ được khắc lên hai dòng chữ: Đài tưởng niệm nạn nhân trên sân khấu Mãn Châu và năm 41 Khang Đức. Nếu kể từ năm 41 Khang Đức thì đến hiện tại đã vài chục năm trôi qua, thân tháp cũng đã trở nên cũ kỹ sau bao mùa mưa gió, mặc cho xung quanh là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Tòa tháp cổ vẫn được người dân nơi đây xem là cấm địa, không ai dám tu sửa.
bởi vì bên dưới tháp trấn giữ 899 linh hồn người chết. Câu chuyện xảy ra vào năm 1937, khi đó Đan Đông vẫn còn được gọi là huyện An Đông. Tại đây có một nhà hát lớn tên Vườn Trà Tây An, được xem là tiền thân của tháp trấn hồn. Sau sự kiện Phụng Thiên, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược vùng Đông Bắc, tức là Mãn Châu, thì vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, quân đội Nhật Bản bắt đầu chiếm đóng các thành phố cùng thị trấn quan trọng ở Liêu Ninh và Cát Lâm. Trong số đó có cả Phụng Thiên và An Đông. Nửa năm sau, khi ba tỉnh Mãn Châu thất thủ, ngày 1 tháng 3 năm 1932, người Nhật thành lập nên nhà nước Bù Nhìn, đặt tên là Mãn Châu Quốc. Do giao thông đường thủy rất phát triển ở An Đông, hơn nữa, đây là một thị trấn quan trọng trên tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, thích hợp cho kinh doanh vận tải, nên rất nhiều người Nhật đã đổ xô về An Đông với danh nghĩa đóng chiếm. Từ đó, An Đông dần hình thành một khu phố người Nhật nằm cạnh phố người Hoa. Nổi tiếng nhất phố Quảng Tế lúc bấy giờ là nhà hát Vườn Trà Tây An, nằm tại điểm giao nhau giữa hai khu phố người Nhật và người Hoa. Miếng mồi ngon này làm sao thiếu được phần của người Nhật. Vườn Trà Tây An sau đó nhanh chóng được đổi sang cho người Nhật quản lý và đổi tên thành Sân Khấu Mãn Châu. Vào lễ hội mùa xuân năm 1937, Sân Khấu Mãn Châu đặc biệt mời một số diễn viên nổi tiếng từ Phụng Thiên đến để diễn các vở kịch kinh điển. Với lượng khách đông đúc, việc kinh doanh của nhà hát phát triển cực kỳ thuận lợi. Đến ngày 13 tháng 2, cũng chính là buổi biểu diễn cuối cùng của các diễn viên nổi tiếng, nên dù rạp chỉ có sức chứa 800 người, giá vé cũng nâng lên khá cao, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn vào xem. Trong ngày biểu diễn cuối cùng, Sân Khấu Mãn Châu thực tế có đến 1.200 khán giả. Trong không khí hào hứng, cười nói xem kịch, không ai ngờ rằng một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Vào thời điểm đó, thứ duy nhất dùng để giữ ấm chỉ có bếp lò. Người trong bếp bắt đầu đổ đầy than vào lò rồi ra phía trước xem kịch. Nhưng không ngờ, ngọn lửa trong lò càng ngày càng bùng lên dữ dội, đốt cháy phòng trang phục bên cạnh, sau đó lập tức lan rộng sang khu vực khác. Tuy nhiên, các diễn viên trên sân khấu và khán giả đều tập trung vào buổi biểu diễn mà không hề nhận thấy nguy hiểm. Mãi đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, không cách nào dập tắt. Hậu quả là có đến gần 1.000 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà hát, nhiều người lang thang trong biển lửa mà không cách nào thoát thân. Tháp trấn hồn có lấn át được các linh hồn chết oan. Khi rạp hát bốc cháy, mọi người đều đang theo dõi buổi biểu diễn rất nhiệt tình, vỗ tay hết lần này đến lần khác mà không ai để ý. Cho đến khi làn khói dày đặc tràn vào sân khấu, ánh lửa bùng cháy dữ dội mới có người hét lên báo cháy. Lúc này, một số khán giả đã tỉnh táo trở lại và tranh nhau ra ngoài. Thế nhưng, họ chỉ có thể chen chúc nhau ở cổng vì người bảo vệ đã khóa cổng lại để không một ai có thể lẻn vào xem. Vậy nên, người bên trong có đẩy cửa mạnh cỡ nào cũng vô ích. Cứ như vậy, hơn 1.000 người mắc kẹt bên trong đều bị lửa thiêu sống. Chất liệu nhà hát toàn bộ đều làm bằng gỗ cũng khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, tạo nên đám khói dày cuồn cuộn. Số lượng khán giả vốn đã đông đúc, vụ hỏa hoạn lại làm vô số người chết trong hoảng loạn do những người ở tầng trên cố gắng đập vỡ cửa sổ nhảy xuống đất. Không ai biết chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn. Tiếng la hét, khóc than vang vọng cả một vùng, rồi mọi thứ dần trở nên im lặng. Không chỉ thiêu rụi nhà hát, ngọn lửa còn lan ra 2-3 cửa hàng xung quanh sân khấu Mãn Châu, khiến gần 50 người cũng bị thiêu cháy. Mãi đến nửa đêm, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nhà hát huy hoàng một thời, giờ chỉ còn là đống tàn tích. Không khí trong vòng bán kính 10 dặm tràn ngập mùi khét, đúng hơn là mùi thịt người cháy. Theo thống kê sơ lược, số khán giả thiệt mạng được tìm thấy trong vụ cháy có hơn 800 người. Vì nhiều thi thể đã bị đốt cháy và dính chặt vào nhau, nên hoàn toàn không thể phân biệt được. Gia đình họ chỉ có thể nhận lại một lượng nhỏ hài cốt. Một số khác chỉ có thể được chính quyền chôn cất tại chỗ. Nhiều người nói rằng, trước khi nhà hát bốc cháy, có một điều rất kỳ lạ xảy ra. Vào thời điểm sắp bắt đầu diễn, một cụ già cuối cùng cũng mua được vé và cùng cháu trai chuẩn bị vào xem. Nhưng không ngờ vừa bước qua cửa, cháu trai khóc lóc đòi về nhà, bởi cậu bé đã nhìn thấy xung quanh những khán giả đó tràn ngập khí đen. Tất cả họ như bị lửa thiêu rụi, trong khi trên người vẫn còn đầy máu. Có một lời đồn trong dân gian rằng, mắt trẻ em sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy. Nhưng ông nội cậu bé thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Ông ấy chỉ nghĩ rằng, có quá nhiều người ở rạp hát khiến đứa cháu nhỏ của mình bị dọa sợ. Vì vậy muốn dẫn cháu về nhà, rồi mới tự mình đi đến rạp hát. Không ngờ, sau khi hai người rời đi thì bi kịch xảy ra. Tuy nhiên sau hỏa hoạn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ ngày nhà hát xảy ra biến cố, cư dân sống xung quanh thường nghe thấy tiếng động ở nhà hát vào ban đêm, có tiếng khóc, tiếng hát
và tiếng hú của ma sói. Người dân còn truyền tai nhau rằng nỗi oán hận của người chết oan khó mà xua tan. Đó chính là lý do khiến họ không được siêu thoát. Những linh hồn này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vùng vẫy và lang thang tại khu vực mình đã từng bỏ mạng. Mọi chuyện kỳ lạ chỉ chấm dứt khi một vị cao tăng thực hành pháp môn siêu độ hơn 800 linh hồn người chết trong 49 ngày. Sự kiện kỳ quái tại tháp trấn hồn. Khu vực tháp trấn hồn từ trăm năm trước không một ai dám động vào cũng là có lý do. Đó cũng là điều từng làm cho toàn bộ vùng Đông Bắc chìm trong sợ hãi. Vào 7 ngày đầu tiên của trận hỏa hoạn ở nhà hát Mạn Châu, người dân xung quanh thường nghe thấy tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng khóc cùng tiếng hát sẽ vang lên vào mỗi buổi tối khiến ai nấy giận người. Hầu hết mọi người vào thời điểm đó đều tin rằng những người mất mạng trong thảm họa bi thương ở đây sẽ trở thành linh hồn tà ác, khiến oán khí nơi đây rất mạnh mẽ. Những tin đồn của người dân chính là những thứ đã gây xôn xao cho chính quyền Bù Nhìn Mạn Châu lúc bấy giờ. Cho đến tháng 11 cùng năm, chính phủ An Đông không còn lựa chọn nào khác là phải mời một số vị cao tăng đến lập đàn tụng kinh. Nghi lễ cho những linh hồn đã chết kéo dài 47-49 ngày đã được thực hiện. Ngoài ra, ở vị trí cổng giáp hát được xây dựng một tòa tháp nhỏ, trên đó có khắc dòng chữ Đài tưởng niệm nạn nhân của sân khấu Mạn Châu. Và kể từ đó, không ai còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái lúc nửa đêm. Cuộc sống người dân trong khu vực cũng trở nên yên bình. Mãi đến sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nhiều câu chuyện kỳ lạ về tòa tháp này lại tiếp tục diễn ra. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng vệ binh cũng ít nhiều nghe nói đến tòa tháp. Với mục đích làm cho nhân dân thoát khỏi sự mê tín phong kiến, họ quyết tâm phá bỏ tòa tháp này mặc cho người dân trong khu vực kịch liệt phản đối. Bỏ qua mọi lời khuyên, một Hồng vệ binh trẻ tuổi cầm búa muốn phá hủy tòa tháp. Nhưng kết quả, anh ta đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép và co giật cả người mà không ai biết lý do. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đều không dám tiến tới. Ý định của Hồng quân cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng. Trong những năm 1990, theo quy hoạch và xây dựng đô thị, khu vực này cũng sẽ bị phá bỏ để xây dựng lại thành các tòa chung cư. Người chủ đầu tư đã lên kế hoạch phá bỏ tháp trấn hồn hoặc rời tòa tháp này đến nơi khác. Vì vậy, ông ta đã chọn một ngày tốt, thuê một đội phá dỡ để bắt đầu kế hoạch. Nhưng điều khó hiểu là người công dân phá dỡ sau khi trèo lên tháp buộc dây thừng lại bất ngờ rơi từ trên tháp xuống đất. Tiến trình tháo dỡ cũng gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác. Đầu tiên là việc một bức tường gạch tại công trường bị sập một cách khó hiểu, khiến nhiều người thương vong. Sự việc này đã khiến nhà đầu tư mất rất nhiều tiền. Sau đó, ông chủ đội phá dỡ cũng gặp tai nạn ô tô trên đường. Những sự việc này khiến chủ đầu tư cảm thấy tháp trấn hồn quả thật là một khu vực mang nhiều điểm gở. Ông đã nhờ một chuyên gia phong thủy đến để xem xét và nhận được câu trả lời rằng tốt nhất là không nên rời tòa tháp này, bởi ngay cả khi mọi người phá hủy nó và xây dựng một tòa nhà mới thì tương lai cũng sẽ không được bình yên. Chủ đầu tư khi nghe kết luận này đã lập tức từ bỏ ý định. Vì thế tháp trấn hồn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong phong thủy Trung Quốc, nơi thường xuyên diễn ra bi kịch hoặc tai nạn là do chứa đựng nhiều tà khí và oán khí. Càng nhiều người chết thì sự oán hận sẽ càng tích tụ lại, đè nặng lên từ trường và vận mệnh của mỗi người. Tiềm năng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Nếu một người qua đời bởi tai nạn nhưng không được siêu thoát, sẽ khiến các âm hồn tụ tập gần đó, cảnh tượng chết chóc lặp đi lặp lại hàng ngày. Vậy nên sẽ có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Từng gặp hoặc nghe đến những câu chuyện tương tự nào khác, hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn. Bí mật ít người biết của Từ Hy Thái Hậu. Căn phòng bí mật bên trong cung điện Từ Hy rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Sau khi Từ Hy Thái Hậu, một người được xem là Thái Hậu có lối sống xa hoa bậc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc qua đời. Việc đầu tiên mà Long Dụ Hoàng Hậu làm là dẫn các đại thần dưới quyền cùng xông vào cung Từ Hy. Không chỉ vậy, bà còn cho mở cửa căn phòng bí mật nhất của Từ Hy Thái Hậu trước mặt mọi người. Thế nhưng, khi các đại thần theo Long Dụ Hoàng Hậu bước vào, thì tất cả đều ngỡ ngàng. Ngay cả Long Dụ cũng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Thậm chí bà còn ước gì mình chưa bao giờ có ý định xúc phạm Từ Hy Thái Hậu. Vậy họ đã nhìn thấy gì trong căn phòng bí mật đó? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Long Dụ Hoàng Hậu
là cháu gái ruột của Từ Hy Thái Hậu. Cha của bà là em trai của Từ Hy. Khi Hoàng đế Quang Tự đến tuổi thành gia lập thất, Từ Hy Thái Hậu đã nghĩ đến gia đình của mình và lựa chọn Long Dụ không chỉ vì bà có thân phận cao quý, mà còn vì Long Dụ và Hoàng đế Quang Tự có vẻ tương xứng về độ tuổi. Vì vậy, Từ Hy đã lập tức ra lệnh cho Hoàng đế Quang Tự lập Long Dụ làm hoàng hậu. Từ Hy nghĩ rằng như vậy có thể củng cố được địa vị hiện tại của mình. Nhưng đáng tiếc là Hoàng đế Quang Tự rất không hài lòng với Long Dụ. Ông biết rằng người phụ nữ này là một quân cờ mà Từ Hy Thái Hậu đã đặt bên cạnh mình. Sau đó, Quang Tự không chỉ không sủng ái Long Dụ hoàng hậu, mà thậm chí còn để cho các phi tần khác làm nhục bà. Chính vì vậy, sau khi vào cung, Long Dụ chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu bà nghĩ rằng người cô ruột sẽ luôn ủng hộ mình, nên sau khi vào cung, Long Dụ hoàng hậu thường xuyên tìm đến Từ Hy Thái Hậu để kiện cáo. Không may là Từ Hy Thái Hậu cũng nhanh chóng cảm thấy chán ghét về chuyện này. Bà cho rằng Long Dụ không có khả năng quản lý phu quân của mình, mà lại luôn muốn bà đứng ra thay mặt. Thêm vào đó, bên cạnh Hoàng đế Quang Tự lúc bấy giờ có một người rất tâm lý là Trân Phi. Không chỉ đối đầu với Hoàng đế, Từ Hy Thái Hậu còn muốn tước đoạt quyền lực của Quang Tự để biến ông thành một con rối thực sự. Chính vì những lý do trên nên Từ Hy Thái Hậu và Long Dụ Hoàng hậu mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng không thực sự gần gũi. Trước khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, bà còn để lại cho Long Dụ Hoàng hậu một cái bẫy lớn, rằng các nữ nhân trong hậu cung không được can thiệp vào chính trị. Long Dụ Hoàng hậu suốt đời không có con cái, bà chỉ có một mong muốn duy nhất là sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, bản thân có thể nắm quyền lực của triều đại trước, trở thành Từ Hy thứ hai. Nhưng thật tiếc rằng, người cô ruột đã chặn hết con đường sau này. Vậy nên, sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, người căm ghét Từ Hy nhất không phải là Vua Quang Tự đã bị chính tay bà sát hại, cũng không phải là thái giám Lý Liên Anh mà chính là Long Dụ, người cháu gái của bà. Vào thời điểm đó, Long Dụ đã trở thành Thái Hậu. Mặc dù đã nắm giữ mọi quyền lực trong hậu cung, nhưng điều bà muốn làm nhất là trả thù Từ Hy Thái Hậu. Bởi vì các quan lại triều trước muốn chôn cất thi thể của Vua Quang Tự trước, nên Long Dụ Thái Hậu cũng đã có một cơ hội tuyệt vời. Thông qua việc tra tấn các cung nữ, Long Dụ Thái Hậu đã biết được trong cung của Từ Hy có một căn phòng bí mật chưa ai có thể đặt chân vào trong đó. Ngay cả đại giám Lý Liên Anh cũng cần được sự đồng ý của Từ Hy Thái Hậu mới có thể đến được căn phòng bí mật. Lúc đó Long Dụ Thái Hậu đã khẳng định rằng Từ Hy Thái Hậu chắc chắn đang giấu một bí mật không ai biết trong căn phòng này. Nếu bà có thể công khai bí mật trên, có lẽ sẽ cứu vãn được thể diện của mình. Chính vì suy nghĩ này, Long Dụ Thái Hậu đã tìm đến các quan lại của triều đại trước, kể cho họ nghe rằng trong cung Từ Hy còn có những kho báu khác. Những quan lại vốn đang lo lắng về quốc khố trống rỗng, khi nghe Long Dụ Thái Hậu tiết lộ, đã theo bà xông vào cung Từ Hy. Mặc dù Lý Liên Anh đã nhiều lần ngăn cản, nhưng cuối cùng do không đủ quyền lực nên cũng đành phó mặc cho mọi chuyện diễn ra. Long Dụ Thái Hậu rất đắc ý, dẫn theo nhóm quan lại trên trực tiếp vào trong căn phòng bí mật. Không thể không nói, căn phòng bí mật của Từ Hy Thái Hậu được xây dựng hết sức khéo léo. Không chỉ tiêu tốn vô số nhân lực và vật lực, mà ngay cả gạch men trong đường hầm cũng được khắc họa những hoa văn vô cùng tinh xảo. Long Dụ Thái Hậu luôn tin rằng lần này mình chắc chắn có thể nắm được điểm yếu của Từ Hy. Nhưng thật không may, khi mở cửa căn phòng bí mật, tất cả mọi người đều bị sốc hoàn toàn. Hóa ra, trong căn phòng bí mật ấy không có đàn ông hay những bí mật không thể công khai, mà lại chứa đầy những thùng vàng bạc châu báu, thậm chí còn có những thứ mà Từ Hy Thái Hậu đã lấy trộm từ kho bạc. Từ Hy Thái Hậu trước đây luôn cảm thấy những thứ này để trong kho bạc là không an toàn, chỉ có để bên mình mới khiến bà cảm thấy an tâm nhất. Vì vậy bà đã đặc biệt xây dựng một căn phòng bí mật trong chính phòng của mình. Ngoài bản thân bà ra thì người khác hoàn toàn không thể dễ dàng vào được. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Từ Hy Thái Hậu đều đến căn phòng bí mật của mình để ngắm nhìn những bảo vật. Cuộc sống trong hậu cung khiến Từ Hy cảm thấy cô đơn. Vì vậy vào những năm cuối đời, bà còn đặc biệt đặt một chiếc giường bên trong. Mỗi lần bà nghỉ ngơi ở đây đều để Lý Liên Anh đứng bên ngoài trông chừng. Ngoài Từ Hy, cũng chỉ duy nhất mình đại giám Lý Liên Anh mới có thể bước chân vào đây. Chính vì vậy, các cung nữ và thái giám trong cung dù biết Từ Hy có một căn phòng bí mật như vậy, nhưng không ai dám bước vào tìm hiểu. Long Dụ Thái Hậu lúc này bỗng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể hứa hẹn sẽ chuyển tất cả những thứ này vào quốc khố để chứng minh mình không phải là một kẻ tham lam. Trước đây, có rất nhiều đại thần của triều đại trước từng là tể tướng,
hy vọng Từ Hy Thái Hậu có thể lấy một ít tiền từ kho bạc để mở rộng quân đội. Đáng tiếc là mỗi lần đều bị Từ Hy từ chối. Đôi khi Long Dụ Thái Hậu cũng sẽ đứng bên cạnh Từ Hy phụ họa, nhưng thực ra bà chỉ muốn làm vừa lòng Từ Hy Thái Hậu mà thôi. Long Dụ Thái Hậu không ngờ rằng Từ Hy lại tham nhũng nhiều vàng bạc châu báu. Nếu không chuyển tất cả vào quốc khố, các đại thần sẽ nghi ngờ rằng Long Dụ Thái Hậu cũng là tay sai của Từ Hy. Để tránh làm tổn hại danh tiếng của mình, Long Dụ Thái Hậu cũng chỉ có thể giả vờ trả lại những thứ này cho các đại thần của triều đại trước. Ngoài ra trước đây, Từ Hy Thái Hậu đã từng ban thưởng cho Long Dụ một số đồ vật nhưng cũng đã thu hồi lại. Có thể nói, đây là một tình huống mất cả chỉ lẫn trải. Bởi nếu bà không mang những đại thần này trở về, thì chắc chắn những đồ vật trong hậu cung sẽ do chính Long Dụ Thái Hậu quyết định. Sự việc đã đến mức này, Long Dụ Thái Hậu không còn cách nào tốt hơn ngoài việc im lặng chịu đựng. Không thể nói ra nỗi khổ. Đây cũng là một bí mật về Từ Hy, một thái hậu có lối sống xa hoa bậc nhất trong các triều đại phong kiến Trung Quốc mà cực ít người biết đến. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Bí ẩn về con ma chặn cửa trong thế giới khảo cổ. Lăng Càn Long bị trộm, quan tài lập tức lao xuống chặn cửa. Đây là bí ẩn ma chặn cửa kỳ quái nhất trong giới khảo cổ Trung Quốc. Hơn 50 năm trước khi mất, ông đã thu thập vô số bảo vật để trang trí cho lăng mộ của mình, nhưng vẫn bị cướp đi sạch sẽ. Một trong những bảo vật bị đánh cắp có thể nói là vô giá. Sau khi lăng mộ của Càn Long bị hai kẻ trộm mộ cho nổ tung, quan tài của ông lại bất ngờ lao ra chặn lấy cánh cửa đá cuối cùng trước mặt bọn trộm mộ. Sự thật về việc quan tài của Càn Long chặn cửa là gì? Bảo vật vô giá đó có được tìm thấy hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng Càn Long là một người có niềm đam mê và theo đuổi cuồng nhiệt đối với đồ cổ, đặc biệt là các vật phẩm như thư pháp hay hội họa. Tuy nhiên, do hoàng gia nhà Thanh là một chủng tộc ngoại lai, sau khi vào Trung Quốc, mặc dù đã thống trị toàn bộ vùng Trung Nguyên, nhưng về mặt văn hóa vẫn không được dân tộc Hán công nhận. Đối với những di tích văn hóa được truyền lại từ xa xưa, chúng chủ yếu được giữ lại dưới danh nghĩa sưu tập cá nhân. Hoàng tộc nhà Thanh bản thân cũng chỉ có thể được xem là một sa mạc văn hóa. Vì vậy họ đã lập ra một cơ quan gọi là Triệu Văn Phòng để thu thập những di vật từ trước. Triệu Văn Phòng luôn sẵn sàng chi ra những số tiền lớn để thu thập một số di vật tinh xảo từ dân gian. Tuy nhiên có một số di vật, chẳng hạn như những bản độc bản, không phải là vấn đề giá cả mà là hoàn toàn không thể tìm thấy. Triệu Văn Phòng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng hình thức sao chép. Dù Khang Hy và Ung Chính có một số yêu cầu về thẩm mỹ nhưng không nhiều, nhưng đến thời Càn Long thì mọi thứ đã khác. Càn Long là người có sở thích nghệ thuật gần như đạt đến mức điên cuồng. Vì vậy, ông đã sử dụng quyền lực chính trị để yêu cầu những người dưới quyền phải thu thập cho mình các di vật mà mình mong muốn. Thậm chí họ có thể hy sinh tính mạng để đạt được yêu cầu của nhà vua. Rõ ràng trước sự nguy hiểm đến tính mạng, giá trị của di sản văn hóa không còn quan trọng như vậy. Nhưng bằng cách này, chỉ cần là những di sản văn hóa chưa mang được vào lăng mộ, thì Càn Long đều có thể thu thập được. Nhưng làm thế nào để Càn Long chứng minh với thế giới rằng mình đã từng sở hữu chúng? Dù sao thì một khi ông qua đời, những di sản văn hóa này rất có thể sẽ biến mất, không còn dấu vết.
Để giải quyết nỗi lo trên, Càn Long đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời, đó là đóng dấu. Phương pháp đóng dấu này có lợi đôi đường, bởi đầu tiên, bản thân con dấu sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của di sản văn hóa, nên các hoàng đế trước đây cũng đã làm như vậy. Thứ hai là còn để chứng minh rằng di sản văn hóa này đã từng thuộc về mình. Vì vậy, Càn Long bắt đầu mở chế độ đóng dấu trên các di sản văn hóa. Nhưng ngay lập tức, một vấn đề khác lại đến với ông. Một số di sản văn hóa quý giá, chẳng hạn như bản sao của Lan Đình Tập Tự, khi đến tay Càn Long đã có hơn 100 con dấu được đóng. Việc tự mình đóng thêm con dấu dường như chỉ làm tăng thêm số lượng mà không có bất kỳ sự khác biệt nào. Càn Long luôn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất, vậy nên ông đã tìm một con dấu lớn nhất và đóng lên đó để nổi bật hơn cả 100 con dấu trước đó. Đồng thời, Càn Long cũng đóng thêm 8 con dấu nhỏ lên trên. Tất nhiên, nếu mỗi con dấu đều có cùng một chữ ký thì thật sự cũng rất tầm thường. Vì vậy, Càn Long đã tạo ra những con dấu khác nhau để đại diện cho bản thân. Theo ghi chép, Càn Long sở hữu khoảng 1.800 con dấu, một con số thực sự chưa từng có trong lịch sử. Năm 1928, lăng mộ Càn Long bị trộm, quan tài của ông hai lần lao về phía bọn trộm để chặn lại cánh cửa đá. Nhưng kho báu của lăng mộ Càn Long lại khiến bọn trộm mộ vượt qua nỗi sợ hãi về ma quỷ. Chúng đã đào bới suốt 7 ngày 7 đêm, lấy đi tất cả những báu vật của hoàng đế Càn Long mà không để lại một chút gì. Vậy trong lăng Càn Long thực sự cất giấu những gì và chúng đã bị đánh cắp như thế nào? Sau khi Càn Long qua đời, có hai lăng mộ mà ông có thể lựa chọn, đó là Đông Lăng và Tây Lăng của triều đại nhà Thanh. Thanh Đông Lăng chủ yếu chôn cất hai vị hoàng đế là Thuận Trị và Khang Hy, trong khi nơi còn lại là nơi để an táng Ung Chính. Càn Long cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn, cảm thấy rằng việc chôn cất ở đâu cũng có thể vi phạm đạo hiếu, nên đã ban hành một quy định. Nội dung của quy định này là nếu hoàng đế tiền nhiệm được an táng ở phía đông, thì người tiếp theo sẽ được an táng ở phía tây. Như vậy, sẽ có sự cân bằng giữa hai lăng mộ. Theo quy tắc của Càn Long, ông tự nhiên được chôn cất cùng với Khang Hy tại Đông Lăng. Theo lý mà nói, mộ của hoàng đế được chôn cất cùng nhau sẽ có lợi cho việc quản lý của chính quyền, đó là một cách làm khá tốt. Nhưng có lẽ Càn Long không thể tin rằng triều đại của mình sẽ có ngày bị diệt vong hoàn toàn. Năm 1912, cùng với sự thành lập của Trung Hoa Dân Quốc, sự thống trị của chính phủ nhà Thanh chính thức kết thúc. Thời kỳ đầu của Dân Quốc vẫn đang trong giai đoạn loạn lạc giữa các quân phiệt. Trong số đó, có một người tên là Tôn Điện Anh đã tìm vào khu lăng mộ Thanh Đông Lăng. Khi đó, chính phủ Dân Quốc đã sắp xếp cho Tôn Điện Anh đến Hà Bắc để tiêu diệt bọn cướp. Lãnh đạo của bọn cướp này tên là Mã Phúc Thiên, dẫn dắt một nhóm người từ nơi khác đến định cư ở Hà Bắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh lúc bấy giờ, cuộc sống của bọn cướp cũng rất khó khăn. Dân chúng nghèo đến mức không có gì, lại phải chi rất nhiều tiền để nuôi sống một đám đông như vậy, thì làm sao họ có thể kiếm sống được đây? Một tay sai của Mã Phúc Thiên đã gợi ý rằng họ hãy đi đánh cắp bảo vật tại khu lăng mộ Thanh Đông Lăng. Bên trong chắc chắn có rất nhiều trang sức. Mã Phúc Thiên vừa nghe những lời này thì thấy đây quả thật là một cơ hội làm giàu. Vậy nên ông ta quyết định sẽ đi đánh cắp mộ của Từ Hy Thái Hậu. Thật không may, nhóm của họ đã tìm kiếm suốt nửa ngày trong địa cung mà vẫn không thể tìm thấy lối vào. Chỉ mang đi được một số trang sức trên bề mặt của địa cung. Mặc dù không thu hoạch được nhiều, nhưng những trang sức trộm được cũng đủ để bọn cướp sống một cuộc sống no đủ. Sau khi nghe tin này, Tôn Điện Anh cũng nghĩ đến một cách tốt để giải quyết vấn đề quân lương cho quân đội của mình, đó là đi trộm Thanh Đông Lăng. Tôn Điện Anh trước tiên đã lấy cớ trừ gian để tiêu diệt toàn bộ nhóm của Mã Phúc Thiên, sau đó lại cho người phong tỏa lối vào ngôi mộ, dẫn theo 2 vạn binh lính cùng vô số thuốc nổ vào Thanh Đông Lăng. Bởi Tôn Điện Anh nghĩ rằng nơi có giá trị nhất trong Đông Lăng chính là mộ của Từ Hy và Càn Long. Năm 1928, Tôn Điện Anh đã mở cửa lớn mộ Càn Long. Tuy nhiên, tại cửa vào địa cung, nhóm trộm mộ này lại gặp một chuyện kỳ lạ khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng Càn Long sắp hiển linh. Ban đầu mọi người đều không thể mở được cánh cửa ngôi mộ kín này. Sau khi khó khăn lắm mới mở được cánh cửa lớn, họ lại phát hiện ra quan tài của Càn Long đang chặn ngay ở cửa. Bạn có tin trên thế giới có hiện tượng ma chặn cửa hay không? Thông thường nơi đặt quan tài của các hoàng đế sẽ có 5 cửa lớn canh giữ, còn ở cánh cửa lớn nhất bên trong sẽ có một cột đá khổng lồ chống đỡ.
Cột đá này nhờ vào hình dáng lồi lõm của nó nên bị kẹt trong rãnh trên mặt đất. Vì vậy bất kể lực bên ngoài như thế nào cũng rất khó để mở cánh cửa đá này. Phương pháp của Tôn Điện Anh để xử lý cánh cửa đá rất thô bạo. Hắn trực tiếp dùng một khúc gỗ lớn để đập mở. Những cánh cửa đá trước đều được mở bằng cách này, nên Tôn Điện Anh không nghĩ nhiều mà sử dụng khúc gỗ lớn với cánh cửa đá cuối cùng. Tuy nhiên lại không có tác dụng. Khi phương pháp thủ công không hiệu quả, Tôn Điện Anh lại sử dụng công nghệ cao hiện đại, đó là thuốc nổ. Bởi không một cánh cửa đá nào có thể đứng vững được khi thuốc nổ phát nổ. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đều sửng sốt khi thấy một chiếc quan tài đang tiến về phía mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, họ mới phát hiện ra đây chính là quan tài của vua Cản Long. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nói với nhau rằng vua Cản Long đã hiển linh rồi. Mặc dù lúc này mọi người đã không còn sợ hãi quyền lực hoàng gia nữa, nhưng nỗi sợ hãi đối với ma quỷ thì vẫn mãi mãi tồn tại. Vì vậy có người bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Nhưng làm sao Tôn Điện Anh có thể từ bỏ bảo vật sắp sửa nằm trong tay mình? Hắn cũng sợ hãi nhưng vẫn có thể dùng súng trong tay để ép buộc người khác mở quan tài. Cứ như vậy, quan tài của Càn Long đã được mở ra cùng với hai quan tài của các hoàng hậu và ba phi tần. Vì vậy, tại sao quan tài của Càn Long lại xuất hiện chèn vào cửa ra vào? Thực ra lúc này, năng mộ đã bị ngập nước khá nghiêm trọng. Dưới tác động của nước, quan tài của Càn Long đã nổi lên và chèn vào cửa ra vào. Sau khi tìm kiếm bảo vật trong nước, cuối cùng đội quân của Tôn Điện Anh đã lục soát ra được hơn 20 chiếc hộp báu vật, trong đó còn bao gồm một chiếc răng của Càn Long. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng trong hành động trộm mộ của Tôn Điện Anh. Hơn một tháng sau khi đánh cắp lăng mộ Càn Long, cả nước mới biết đến hành động xấu xa của Tôn Điện Anh. Ngay lập tức, mọi người đều đứng lên chỉ trích và yêu cầu chính phủ dân quốc phải có câu trả lời. Tưởng Dư Thách chịu áp lực từ dư luận, dự định xử tử Tôn Điện Anh để xoa dịu cơn phẫn nộ của nhân dân. Để cầu xin giữ mạng, Tôn Điện Anh chỉ còn cách mang ra những báu vật đã đánh cắp với hy vọng Tưởng Dư Thách sẽ vì giá trị của những báu vật này mà tha cho mình. Trong số đó, có một bảo vật mang tên Cửu Long Kiếm, có thể nói là vô giá. Truyền thuyết cho rằng chuôi của Cửu Long Kiếm được làm bằng vàng nguyên chất, còn vỏ kiếm được làm từ da cá mập quý hiếm. Trên đó còn được gắn đầy các loại hồng ngọc và ngọc bích khác nhau. Họa tiết của 9 con rồng vàng được chạm khắc sống động như thật, thể hiện giá trị thủ công tuyệt vời. Khi đó Tôn Điện Anh đã giao thanh kiếm này cho Đới Lạp, hy vọng ông ta sẽ chuyển giao cho Tưởng Dưới Thạch. Nhưng Đới Lạp không thể trực tiếp đưa, mà tạm thời để thanh kiếm này tại nhà của Mã Hán Tam để bảo quản. Không ngờ rằng Mã Hán Tam lúc ấy lại rơi vào tay người Nhật. Để bảo toàn mạng sống, ông ta đã giao nộp lại thanh Cửu Long Kiếm. Nhưng thanh kiếm cũng không ở lại trong tay người Nhật lâu, mà nhanh chóng lại quay về tay Đới Lạp. Năm 1946, Đới Lạp mang thanh kiếm lên máy bay để đến Nam Kinh, nhưng máy bay đã gặp nạn. Tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng. Cửu Long Kiếm cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại những mảnh vụn. Tưởng Dưới Thạch nghĩ rằng, nếu đã như vậy thì cứ để phần còn lại của thanh kiếm được chôn cất cùng với Đới Lạp. Có thể thấy, trong lúc đất nước gặp khó khăn, thì ngay cả những báu vật có giá trị ngàn vàng cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Tòa tháp ma, cất giấu xác chết của quỷ Nhật Bản. Tượng Quan Âm cũng không thể trấn áp. Trong thị trấn Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, có một tòa nhà đã bỏ hoang suốt 30 năm nhưng không ai dám vào. Người ta nói rằng nơi đây thường xuyên xảy ra những sự kiện kỳ quái. Thậm chí cả Thiên Sư Trung Quỷ hay Đức Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những linh hồn tà ác tại đó. Vậy những tin đồn về tòa nhà bỏ hoang này có phải sự thật hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tòa nhà hình tròn này được gọi là Tòa nhà Ma Ám Công Chúa Lĩnh, một trong 10 tòa nhà ma ám nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
Nó nằm ở phía bắc ga xe lửa Công Chúa Lĩnh, phía đông giao lộ khu vực Hợp Tùng Hoa Viên trên đường Đông Trấn Hoa, phía tây chợ Đất Hoàng. Phần nền tòa nhà hình vuông được bao quanh bởi tường sắt. Phía nam và phía tây giáp đường phố, phía đông thông với nhà riêng và phía bắc là một sân nhỏ. Tòa nhà có tổng cộng 17 tầng. Bề ngoài hình tròn của tòa nhà ma ám được bao quanh bởi những tấm kính lớn. Do bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến hạ tầng xuống cấp. Để tránh việc kính rơi gây thương tích cho người đi đường nên bức tường kính đã được tháo bỏ. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, đây từng là địa điểm giải trí lớn nhất ở Cát Lâm với thiết kế ngoại hình mới lạ và phong cách. Thậm chí một thời được xem như biểu tượng kiến trúc của Công Chúa Lĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại đây bắt đầu lan truyền. Và rồi, một tòa nhà được nhiều người kỳ vọng đã trở thành tòa nhà ma ám nổi tiếng xa gần. Để trấn áp tà ma, một bức tượng Phật Quan Âm cao hơn 3 mét đã được đặt ngay trước tòa nhà. Người ta nói rằng vị trí này trước đây đã đặt thiên sư Trung Quỳ, nhưng ngài cũng không thể trấn áp nổi tà ma, nên cuối cùng họ đã phải thay thế bằng tượng Phật Quan Âm. Liệu tòa nhà này có thực sự ma quái như những lời đồn thổi và điều gì đã xảy ra bên trong? Ban đầu tòa nhà này được thiết kế có 7 tầng hầm và 18 tầng trên mặt đất, nhưng sau đó vì sự cố không ngừng xảy ra, cuối cùng chỉ có 17 tầng được xây dựng. Mọi sự việc kỳ quái bắt đầu từ việc một công nhân rơi từ tầng cao xuống. Vào mùa đông ở Cát Lâm, trời sẽ tối rất nhanh. Có khi khoảng 5 giờ chiều thì đã tối. Khi một số công nhân chuẩn bị kết thúc ngày làm việc để ăn tối, đột nhiên từ công trường truyền đến âm thanh kỳ lạ, vang vọng từ đâu không rõ. Nhưng họ chắc chắn rằng đó không phải là tiếng gió. Lúc này, họ bỗng nhớ đến những lời kể của những công nhân lớn tuổi trước đây. Đây là nơi chôn cất những người lính Nhật bại trận. Vì không chấp nhận thất bại, họ đã tự sát tập thể ở đây. Vì vậy, nơi đây đã được bỏ hoang từ rất lâu, trước khi có một người mua với giá rất thấp. Mặc dù câu chuyện có vẻ huyền bí, nhưng với số lượng công nhân nhiều như vậy, tiếng ngáy khi ngủ còn ồn ào hơn cả những âm thanh lạ. Vài công nhân bình tĩnh hơn một chút đã quyết định đi kiểm tra tình hình ở trên tầng. Nhưng lần nào cũng vậy, khi lên đến nơi, họ lại chứng kiến được nhiều hình ảnh còn kỳ dị hơn. Vì ngôi nhà ma ở công viên Công Chúa Lĩnh, Cát Lâm, được mọi người cho là nơi chôn cất của những người lính Nhật bại trận. Nhiều người đã qua đời một cách bí ẩn ở đây. Và thậm chí, Phật Quan Âm cũng không thể trấn áp những ác linh này. Liệu căn nhà ma này có điều gì không bình thường? Vào thời điểm đó, chân công trường có nhiều vật liệu xây dựng. Một số người nhặt rác sẽ lén lút đến đây vào ban đêm để lấy. Việc vật liệu bị lấy đi không quan trọng. Họ chỉ sợ những người nhặt rác vô tình bị ngã sẽ rất rắc rối. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, mỗi ngày phải có 2 người ở đây canh gác. Đây thực sự là một công việc khó khăn, nên người trực ca sẽ chỉ tuần tra một vòng để lấy lệ. Một đêm sau khi tan làm, chỉ còn lại Tiểu Vương và Tiểu Chiêu canh gác. Sau khi tuần tra, hai người đã lén uống một chút rượu. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy một âm thanh lớn khiến hai người họ vô cùng hoảng sợ. Hóa ra là một tấm ván rơi từ trên lầu xuống. Ai đã lén trèo vào đó giữa đêm? Tiểu Vương gọi lớn mấy tiếng nhưng không có ai đáp lại. Vì vậy hai người họ đã lên tầng trên xem, nhưng mãi cho đến tầng 8 vẫn không thấy bóng người. Tiểu Vương cho rằng có lẽ tấm ván bị gió thổi xuống nên chuẩn bị xuống tiếp tục uống rượu. Nhưng Tiểu Chiêu bỗng nhiên đứng im. Khi đồng đội chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Chiêu đột ngột nhảy từ trên xuống, toàn bộ người bị sắt đâm xuyên qua, mất mạng tại chỗ. Vụ việc trên sau đó được xem như một tai nạn, vì nhiều người cho rằng cả hai đều uống khá nhiều rượu, vì Tiểu Chiêu say quá mà trượt chân rơi xuống. Tuy nhiên, Tiểu Vương lại không nghĩ như vậy. Anh ấy biết rõ khả năng uống rượu của Tiểu Chiêu. Ngày đó cả hai lại không uống nhiều. Vì không muốn gây thêm rắc rối nữa, Tiểu Vương đã chọn cách im lặng và vụ việc ấy dần bị lãng quên. Tuy nhiên, điều không ai ngờ đến là khi tòa nhà đã xây đến tầng thứ 18, thì tai nạn khác lại xảy ra. Một công nhân đang kéo thanh sắt lên bằng dây thì dây bị đứt đột ngột. Thanh sắt rơi từ trên cao xuống, đâm vào người, khiến công nhân đó mất mạng tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức nhiều người không dám nhìn thẳng. Ngoài ra còn có một vài công nhân khác bị thương nặng. Vì vụ tai nạn này quá lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, tòa nhà buộc phải hoàn thiện khi mới xây đến tầng 17. Sau nhiều tai nạn, chủ đầu tư cuối cùng nhận ra rằng nơi đây có vấn đề. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy phong thủy,
họ đã xây thêm một bậc thang bên ngoài tầng 14. Trên đó đặt tượng thần Trung Quỳ. Sau đó tòa nhà được đưa vào sử dụng một cách thuận lợi với các dịch vụ chính như khách sạn, nhà hàng, spa, massage, KTV và nhiều hoạt động khác. Nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm giải trí lớn nhất tại Công Chúa Lĩnh vào thời điểm đó. Vậy thì vì sao nơi đây lại trở thành một tòa nhà ma? Một tòa nhà ở Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm với nhiều sự kiện siêu nhiên liên tục xảy ra, liệu rằng có thực sự là ma quỷ đang gây rối tại nơi chôn cất của những người lính Nhật tử trận? Ngay từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng, tòa nhà ma này kinh doanh phát đạt, không có gì bất thường. Nhưng dần dần xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ. Nhân viên phục vụ thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong phòng riêng, như tiếng nước chảy, tiếng khóc lóc không rõ nguồn gốc, tiếng nói và tiếng gió kỳ lạ. Những sự việc kỳ quái lan truyền và dần trở nên kỳ dị hơn. Rồi một đêm, hai nhân viên phục vụ cùng một bảo vệ đã rơi từ tầng 8 xuống và tử vong. Điều này khiến mọi người nhớ lại về tai nạn trước đó đã xảy ra với những người công nhân. Tất cả nhân viên phục vụ tại đây đều lập tức cảm thấy lo lắng và nghĩ đến việc từ chức rời đi, khiến ông chủ cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng trước khi sự việc được giải quyết thì vài ngày sau đó, một vị khách đang tắm thì vô tình ngã xuống cạnh bồn tắm và mất mạng. Cũng vào ngày hôm đó, tượng Trung Quỳ phía trước tòa nhà cũng bị đổ không rõ nguyên nhân. Những người điều hành tối cao của khu vực đã bắt đầu hoảng sợ và không dám trì hoãn nữa. Họ nhanh chóng tìm một thầy phong thủy có kinh nghiệm đến xem xét. Sau khi quan sát toàn bộ tòa nhà, thầy phong thủy nói, bởi vì Trung Quỳ là một vị thần dân gian Trung Quốc nên không thể trấn áp được ma quỷ nước ngoài. Trong khi Quan Âm Bồ Tát có thần lực rộng lớn, không quan trọng là linh hồn oan khuất từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trấn áp được. Để bảo vệ cho việc kinh doanh của mình, nhà lãnh đạo đã lắng nghe lời khuyên của thầy phong thủy và đặt tượng Quan Âm thay thế vị trí của tượng Trung Quỳ ban đầu. Sau đó tòa nhà lớn không còn xảy ra sự kiện siêu nhiên nữa, nhưng tình hình kinh doanh đột nhiên xuống dốc. Ông chủ vì không thể trả nợ đã bị buộc phải ngồi tù. Căn nhà ma cũng đã được bán đấu giá với giá thấp. Người chủ mới không tin vào điều siêu nhiên nên muốn cải tạo lại ngôi nhà này. Nhưng khi bắt đầu, một công nhân đã gặp tai nạn thương tâm và tử vong. Từ đó tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Cùng với tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm, hầu hết người dân xung quanh đều không muốn sống ở đây, khiến nơi đây càng ngày càng trở nên hoang vắng. Cho đến hiện tại, tòa nhà ma Công Chúa Lĩnh đã bị bỏ hoang hơn 30 năm. Bạn có nghĩ truyền thuyết về tòa nhà ma ở Công Chúa Lĩnh là có thật? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Một cô gái người Đức đã bị 6 linh hồn tà ác ám cùng một lúc, khiến 2 linh mục của giáo hội phải nhiều lần làm lễ trừ tà. Trong quá trình này, một đoạn ghi âm đã ghi lại rõ giọng nói của ác quỷ. Đó là câu chuyện kinh dị trong phim điện ảnh The Exorcism of Emily Rose của đạo diễn Scott Derrickson. Nhưng ít người biết đó là một câu chuyện có thật xảy ra vào những năm 70 của thế kỷ 20. Một lễ trừ tà thực sự được giáo hội công giáo công khai thừa nhận. Có những bí mật gì đằng sau vụ án được cho là thực sự có quỷ ám này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1976 tại Đức, một cô gái tên là Annelies Michel đã qua đời tại nhà riêng. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay sau khi Annelies qua đời, công tố viên khu vực lại khởi kiện cha mẹ của cô cùng 2 linh mục của giáo hội địa phương, với cáo buộc họ phạm tội giết người không chú ý. Nghĩa là cơ quan điều tra cho rằng, một số hành vi của cha mẹ Annelies và 2 linh mục là nguyên nhân khiến cô gái tử vong. Vụ án này nhanh chóng gây chấn động tại Đức, bởi mọi người đều không hiểu vì sao hai người thân sinh và linh mục lại có thể liên quan đến sự ra đi của Annelies. Khi vụ án có những bước tiến triển, sự thật kỳ quái về câu chuyện này
bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Annelies sinh vào tháng 9 năm 1952 tại một vùng quê ở Bavaria, nước Đức. Vì cha mẹ cô đều là người sùng đạo Thiên Chúa, nên Annelies cũng là một con chiên ngoan đạo. Hàng tuần cô đều tham dự hai thánh lễ. Cứ như vậy, Annelies đã bình yên trưởng thành. Tuy nhiên, vào năm cô 16 tuổi, một sự việc không ngờ đã thay đổi số phận của Annelies. Khi đang ngồi trong lớp học, cô bất ngờ cảm thấy chóng mặt, bắt đầu co giật toàn thân rồi ngã xuống sàn ngất xỉu. Giáo viên ngay lập tức đưa Annelies đến phòng y tế trường học. Nhưng không lâu sau khi đến phòng y tế, cô đã tự mình tỉnh dậy. Sau đó, bác sĩ đã kiểm tra cho cô, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì bất thường. Giáo viên cũng nghĩ có thể là do cô bé quá mệt mỏi bởi việc học, vậy nên đã cho Annelies về nhà nghỉ ngơi một vài ngày. Vào tối hôm đó, Annelies đã gặp phải một sự việc rất kỳ dị. Khi đang nằm trên giường vào tối đó, cô cảm giác như có một vật nặng đè lên cơ thể mình. Bên tai cô còn nghe tiếng ồn ào. Annelies sợ hãi, vội vàng mở mắt, nhưng chợt nhận ra, dù đã tỉnh, cơ thể cô vẫn không thể di chuyển và không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phải đến vài phút sau, Annelies mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Lúc đó cô mới phát hiện mình đã đi vào giường. Annelies không quá quan tâm đến vấn đề này. Cô nghĩ rằng tâm trí của mình chỉ đơn giản là quá mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng trong những ngày tiếp theo, các hiện tượng kỳ lạ này lại xảy ra càng ngày càng thường xuyên. Cô cũng thường xuyên thức dậy vào lúc nửa đêm. Annelies vẫn là một học sinh bình thường cho đến năm 1973. Trong suốt thời gian đó, vấn đề về giấc ngủ của cô vẫn chưa được giải quyết tốt, nhưng vẫn có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi bắt đầu học trung học, tính tình của cô bắt đầu trở nên khó kiểm soát và nóng nảy một cách không thể giải thích được. Annelies đã có những hành động thô lỗ với giáo viên, xúc phạm tôn giáo và nhiều hành động khiến người khác không thể tin nổi. Do các hành vi cực đoan này, Annelies cuối cùng đã bị buộc phải rời trường. Khi chứng kiến tình trạng của cô bé càng ngày càng tồi tệ, gia đình Annelies đã quyết định mang cô đến nhà thờ để cầu nguyện và mong nhận được sự giúp đỡ từ Chúa. Nhưng khi Annelies bước vào nhà thờ thì cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Một con chiên ngoan đạo như Annelies lại đột ngột thay đổi từ khi bước vào nhà thờ. Cô bắt đầu run rẩy toàn thân và liên tục nhìn chằm chằm vào tượng Đức Mẹ với ánh mắt tàn độc, không ngừng tránh xa thập giá và từ chối uống nước thánh. Ngay lúc đó, từ thân thể cô gái bắt đầu phát ra một mùi hôi thối, tương tự như mùi xác chết. Tình huống này đã được một bà già thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ chứng kiến. Bà đã nói với cha mẹ của Annelies rằng tình trạng của đứa bé này giống như đang bị quỷ ám. Sau khi nghe lời của bà lão, hai vợ chồng đã tìm đến một nhà ngoại cảm để kiểm tra tình hình của Annelies. Lần đầu nhà ngoại cảm đến nhà, nhìn thấy Annelies, ông vô cùng kinh ngạc và hét lên rằng Annelies đã bị ác quỷ nhập vào người. Con quỷ này mạnh đến mức ông ta cũng không thể làm gì nó. Trong tình huống không ai giúp đỡ, cha mẹ của Annelies chỉ có thể cầu cứu một vị linh mục tại địa phương để tổ chức một buổi lễ trừ tà. Ban đầu vị linh mục không đồng ý yêu cầu của họ mà khuyên gia đình nên đưa Annelies đến bác sĩ. Sau khi bị linh mục từ chối làm lễ trừ tà, tình trạng sức khỏe của Annelies trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí trở thành một người hoàn toàn khác. Mỗi lần phát bệnh, cô xé toạc quần áo của mình, bò dưới bàn ăn trong tư thế kỳ dị, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ từ trong cổ họng và còn liếm chất thải của mình. Ngoài ra, cô còn tự tấn công bản thân bằng cách đập đầu vào tường hoặc dùng dao tự vẫn, vân vân. Bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, sức mạnh của Annelies cũng sẽ trở nên phi thường đến kinh ngạc. Cần 3 đến 4 người đàn ông trưởng thành mới có thể kiểm soát được. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn cho Annelies, người thân buộc phải trói cô vào giường trong khoảng 2 năm. Cho đến khi những triệu chứng kỳ quái của cô được hai linh mục tên là Earnhardt và Arnoldren biết đến. Sự việc đã có dấu hiệu thay đổi khi linh mục Earnhardt báo cáo vụ việc này cho giám mục lúc đó, hy vọng giám mục sẽ đồng ý thực hiện lễ trừ tà cho cô bé. Bởi nghi thức trừ tà không phải là điều mà linh mục có quyền tự ý thực hiện, mà phải được giám mục của tòa thánh phê chuẩn. Giám mục chỉ sẽ phê chuẩn trừ tà sau khi loại trừ hoàn toàn khả năng bệnh tật, nghĩa là sự kiểm duyệt của nhà thờ trong việc trừ tà vô cùng nghiêm ngặt. Cuối cùng, giám mục cũng đã đồng ý với linh mục Earnhardt về yêu cầu trừ tà cho Annelies và chỉ định cho linh mục Arnoldren cùng thực hiện. Từ năm 1975 đến 1976, linh mục đã tổ chức 6-7 lần trừ tà cho Annelies. Toàn bộ quá trình thực hiện nghi lễ trừ tà đều được ghi âm và chụp ảnh lại. Tuy nhiên, sau một quá trình dài, tình trạng của Annelies vẫn không có chút tiến triển. Hơn nữa,
mỗi lần trừ tà đều phải thực hiện hơn 600 lần quỳ gối, cũng khiến cho đầu gối cô bé phải chịu những tổn hại nghiêm trọng. Cân nặng của cô chỉ còn lại dưới 30kg. Và vào ngày 30 tháng 6 năm 1976, sau khi hoàn thành lần trừ tà cuối cùng, Annelies đã qua đời tại nhà. Khi vị linh mục báo tin về cái chết của Annelies, sự việc này đã gây chấn động toàn nước Đức. Công tố viên đã khởi tố hình sự đối với cha mẹ của Annelies và hai linh mục, cáo buộc họ về tội ngộ sát. Công tố viên cho rằng Annelies chỉ là bệnh nhân tâm thần thông thường. Những ảo giác đã khiến cô tin rằng mình bị quỷ ám. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô là do suy dinh dưỡng và mất nước do nhiều lần thực hiện nghi lễ trừ tà. Tuy nhiên, hai linh mục thì khẳng định Annelies đã bị quỷ ám và linh hồn cô được giải thoát trước khi chết. Để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, hai linh mục đã phát sóng trực tiếp băng ghi âm họ trừ tà cho Annelies. Đoạn băng ghi âm có thể nghe rõ thông tin về những linh hồn ác quỷ đang chiếm hữu cơ thể cô bé. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ có một ác linh mà có đến 6 linh hồn tà ác khác nhau, bao gồm Lucifer, Nero, Ken, Judas, Hitler và một linh hồn linh mục. Sau đây là một trong những nội dung của buổi lễ trừ tà. Sage die ganze Wahrheit. Im Namen Jesu, im Namen Maria, befehle ich dir. Sage die ganze Wahrheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vụ án này được đưa ra xét xử vào ngày 30 tháng 3 năm 1978. Kết quả là cha mẹ của Annelies và hai linh mục bị kết tội vô ý giết người do sơ suất, kết án 6 tháng tù giam. Nhưng sau đó lại được đổi thành 3 năm tù treo, câu chuyện cũng kết thúc ở đây. Điều đáng nói là dù tòa án kết luận sự bất hạnh của Annelies là một sự hiểu lầm về tình trạng tâm thần, nhưng tất cả những người đã tiếp xúc với Annelies vẫn kiên quyết cho rằng cô bị ma ám. Phía giáo hội cũng luôn chấp nhận điều này. Khi đối mặt với cáo buộc từ thanh tra viên, giáo hội thậm chí còn chi tiền để thuê một luật sư bảo chữa cho linh mục. Các tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn luôn tin rằng Annelies bị ma ám. Nơi bia mộ của Annelies cũng được xem như một vùng đất thánh cho đến tận ngày nay. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Sư phụ Phổ Văn, viên tịch 3 năm, trở thành nhục thân Bồ Tát bất hoại với mái tóc vẫn đang dài ra. Đây là hình ảnh thật sự của Đại sư Phổ Văn sau khi viên tịch. Ông đã ngồi trong thùng 3 năm, trở thành nhục thân bất hoại. Các tín đồ truyền tai nhau rằng nếu người nào may mắn nhìn thấy được hình ảnh này sẽ nhận được rất nhiều phước lành. Tâm Linh Cuộc Sống cũng rất mong các bạn ngồi trước màn hình sẽ nhận được sự bình an và phước lành khi nhìn thấy video này. Tại hiện trường đông đúc như biển người, những mảnh gạch vụn được bật lên và một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp nơi. Khi Đại sư Phổ Văn, người đã qua đời 3 năm, xuất hiện trước mọi người, những tiếng kêu ngạc nhiên dâng lên như sóng biển. Ai nấy đều nhìn thấy ông vẫn giữ tư thế tụng kinh như khi còn sống. Da thịt không thối rữa mà trở thành nhục thân Bồ Tát. Hình tượng này trong Phật giáo là vinh quang tối cao, bởi tỷ lệ thành công thực sự rất thấp. Nhiều tu sĩ lỗi lạc cũng chỉ có thể để lại một số viên xá lợi. Trong khi đó, Đại sư Phổ Văn không chỉ tu thành nhục thân Bồ Tát mà còn có thể thấy vài sợi tóc bạc trên đầu. Đây có thể nói là một hiện tượng lạ chưa từng thấy. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào tháng 12 năm 2000, khi đã gần 90 tuổi, Đại sư Phổ Văn nhận ra rằng thời gian của mình sắp hết. Ông yếu đến mức không thể ăn uống, chỉ có thể uống chút nước ấm. Các đệ tử của ông rất buồn và không muốn tin rằng sư phụ yêu quý của họ đã sắp ra đi. Vì vậy, họ luôn ở bên cạnh ngài. Đại sư Phổ Văn lo lắng rằng sau khi mình qua đời, một số đệ tử sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Nên sau một đêm suy nghĩ,
ông đã đưa ra một quyết định rất táo bạo. Ngày hôm sau, Đại sư Phổ Văn cố gắng triệu tập tất cả đệ tử, thông báo rằng số mệnh của mình chỉ còn trong vài ngày tới, nên ông hy vọng mọi người không buồn vì cái chết của mình mà tiếp tục tu hành trong chùa. Khi những lời này được nói ra, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khắp nơi, bởi chúng đệ tử không thể chấp nhận được sự ra đi của sư phụ. Lúc đó, Đại sư Phổ Văn lại nói rằng sau khi ông qua đời, không được chôn cất cũng không được hỏa táng, mà sẽ bảo quản thi thể trong thùng, chờ 3 năm sau mới mở ra. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu ý và khuyên ông thay đổi quyết định, vì phương pháp này có tỷ lệ thất bại quá cao, do không thể sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo quản nào. Mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nhiên của cơ thể. Nếu việc mở thùng thất bại thì hình ảnh một vị cao tăng của ông sẽ bị tổn hại. Nhưng vì ý chí của Đại sư Phổ Văn đã quyết, ông quyết định giữ lại thân xác này để hoằng pháp, sau đó niệm Phật hiệu và từ giã cõi đời. Các đệ tử không dám chậm trễ, ngay lập tức đã lau rửa thân thể của Đại sư Phổ Văn và tạo dáng ngồi thiền. Sau đó họ đặt ông vào một chiếc thùng gốm đặc chế, bên trong cho thêm vôi sống để giữ cho khô ráo, rồi đậy nắp và niêm phong toàn bộ thùng bằng bùn vàng. Mặc dù quy trình rất hoàn hảo, nhưng các đệ tử vẫn cảm thấy lo lắng, bởi hiện nay số người có thể đạt được thành tựu nhục thân Bồ Tát là rất hiếm hoi, trong khi những người thất bại thì như cát trôi trên bờ. Họ không dám mở bình ra, sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng mốc meo hoặc tình trạng khác. Ngoài ra, nếu như thất bại sẽ làm hoen ố danh tiếng của Đại sư Phổ Văn, bởi cuộc đời của ông đã gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, đến 3 năm sau khi Đại sư Phổ Văn viên tịnh ở tuổi 88, thân xác ông vẫn không bị phân hủy, thậm chí tóc bạc trên đầu còn mọc thêm. Đại sư Phổ Văn tên thật là Phương Trường Sinh, sinh ra ở Lục An thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ sinh ra ông nhưng không có khả năng nuôi dưỡng, nên năm lên 8 tuổi, cha mẹ đã đưa ông đến một ngôi chùa tại núi Cửu Hoa. Không biết vì lý do gì mà khi nhìn thấy nhiều tượng Phật trong chùa, cậu bé Phương Trường Sinh đã cảm nhận được sự đồng điệu. Những lo âu và đói khát trước đây đều bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ trần tục dường như rời xa ông. Đứng trong điện, ông chỉ cảm thấy mọi thứ thật bình yên. Từ đó, Hòa Thượng Phổ Văn đã tu hành trong chùa. Ông có tính cách hiểu chuyện và ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ngồi thiền rất nghiêm túc. Cứ như vậy cho đến khi 20 tuổi, sau nhiều năm tu hành, thì Hòa Thượng Phổ Văn cũng chính thức được phong pháp hiệu. Hòa Thượng Phổ Văn sau đó đã đi khắp nơi như một tu sĩ khổ hạnh để thăm viếng dân gian. Những ai đã xem phim tài liệu về tu sĩ khổ hạnh sẽ hiểu, họ là những người xuất gia, thực sự chịu đựng nắng gió, không nhận đồ ăn mặn, không nhận tiền bạc, ăn chay niệm Phật để cứu độ chúng sinh. Thời điểm tu hành của Hòa Thượng Phổ Văn đúng vào lúc xảy ra cuộc kháng chiến chống Nhật. Khi thấy cảnh nghèo đói và chiến tranh đổ xuống đầu người dân, ông đã quyết định một cách dứt khoát, đó là xuống núi để chống Nhật, cống hiến cho đất nước. Quyết định này không được các sư huynh đệ thấu hiểu, bởi người xuất gia vốn nên từ bỏ thế tục, trở về với bản tâm. Sau khi quỳ lạy từ biệt sư phụ, Hòa Thượng Phổ Văn đã xuống núi để trở thành một nhân viên y tế, vì trước đó ông đã học được nhiều y thuật trong chùa. Một người xuất gia từng cầm chuỗi hạt và chắp tay cầu nguyện, giờ đây lại vác cáng và mang hộp thuốc để cứu chữa những người bị thương. Cuộc đời của Hòa Thượng Phổ Văn đã đạt đến một tầm cao mới. Ông hiểu rằng để tránh xa thế tục thì trước tiên phải bước vào thế tục. Trong thời gian rảnh rỗi, Hòa Thượng Phổ Văn cũng thường niệm Phật và tụng kinh cho những binh sĩ bị tổn thương tinh thần. Hành động của ông được truyền tụng rộng rãi, nên sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ muốn cung cấp nhiều phúc lợi cho ông, nhưng Hòa Thượng Phổ Văn đã từ chối và tiếp tục quay lại núi tu hành. Ông còn dẫn dắt các đệ tử khai hoang, trồng rau quả và phân phát miễn phí cho những người nông dân không đủ ăn. Những người bị bệnh nhẹ cũng sẽ được thầy trò của ông giúp đỡ. Số lượng tín đồ và đệ tử của Hòa Thượng Phổ Văn ngày càng đông, nên khi ông viên tịch, vô số người đã đau khổ và khóc thương. 3 năm sau khi đến thời điểm mở thùng, nhiều người đã tự phát tổ chức đến tham dự. Rất nhanh chóng, lễ mở quan đã diễn ra. Đây là thân xác của Đại sư Phổ Văn. Vào thời điểm ấy, các đệ tử và tín đồ đều có mặt, nhanh chóng tạo thành một vòng vây. Lúc này,
tâm trạng của các đệ tử vô cùng hồi hộp, vì nếu lễ mở thùng thất bại, chắc chắn sẽ có nhiều bàn tán không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của đại sư Phổ Văn. Họ từng bước một, cẩn thận, trước tiên là loại bỏ những viên gạch bên ngoài và lớp xi măng cứng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cơ thể của đại sư Phổ Văn cũng dần lộ ra. Sau 3 năm, thùng gốm vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết nứt nào. Lúc mọi người mở nắp, lớp than màu đen đổ ra ngoài, nhưng điều kỳ lạ là không khí không tràn ngập mùi khói của than củi, mà là một hương thơm thoang thoảng. Tiếp theo, thân thể thực sự của đại sư Phổ Văn cũng xuất hiện. Mọi người vẫn có thể nhận ra gương mặt hiền từ của ông, nên đều thành kính chắp tay, lần lượt dâng lễ. Dù đã viên tịch 3 năm, nhưng cơ thể của ông vẫn được bảo quản tốt. Trên đầu vốn dĩ không có tóc, giờ lại mọc ra vài centimet. Đây là cảnh tượng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Sau đó, các đệ tử cẩn thận nâng nhục thân Bồ Tát của đại sư Phổ Văn ra ngoài, bắt đầu quá trình bọc vàng. Nhưng trước tiên phải phủ một lớp sơn, rồi chờ 3 năm sau mới có thể phủ vàng. Nhục thân Bồ Tát của đại sư Phổ Văn chính là minh chứng tốt nhất cho thành tựu tu hành cả đời của ông, cũng như niềm tin cho tín đồ về hình ảnh một người tu hành chân chính, truyền vô vàn phước báu và động lực. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn. Vị Thánh Ấn Độ, Ngài từng tiên đoán rằng mình sẽ không sống được đến 40 tuổi và viên tịch khi đang thiền định ở tuổi 39. Khi nhắc đến con số 991, có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến nước Mỹ, nhưng nhiều người lại nghĩ đến người đàn ông trong video này. Ông là một nhà sư, cũng là một thánh nhân vĩ đại của Ấn Độ. Ông đã tiên đoán rằng mình sẽ không sống quá 40 tuổi và quả thật, ông đã rời thế gian ở tuổi 39. Tuy cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ông đã để lại cho thế hệ sau nhiều tác phẩm kinh điển. Thậm chí, đến nhà khoa học nổi tiếng Tesla đã phải chờ đợi hàng giờ để nghe ông nói về triết lý Vedanta, một trường phái triết học nằm trong Ấn Độ giáo. Xem xét đến bản chất của thế giới hiện thực, ông chính là Swami Vivekananda. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi trở thành tu sĩ, ông Vivekananda có tên là Narendranath Datta, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1863 tại Kolkata, thuộc Tây Bengal, Ấn Độ. Cha ông là một luật sư có ảnh hưởng lớn, còn mẹ là một phụ nữ tốt bụng và đạo đức, người đã có ảnh hưởng lớn đến con trai. Narendranath Datta sinh ra đã có thiên hướng tu hành. Ông bắt đầu tập thiền từ khi còn nhỏ và có tinh thần phiêu lưu, không biết sợ hãi. Có một lần để chứng minh việc một ông lão nói rằng trên cây không có linh hồn. Ông ấy đã ở trên cây suốt vài giờ, sau đó nói rằng đừng tin vào những gì bạn đọc trong sách, đừng tin vào điều gì chỉ vì người khác nói rằng nó đúng. Hãy tìm ra sự thật, đó chính là giác ngộ. Ông Narendranath Datta còn là một thần đồng với khả năng ghi nhớ mọi thứ trong nháy mắt. Vì vậy, thành tích học tập của ông luôn đứng đầu. Ngoài ra, ông cũng là một người mê đọc sách. Ông gần như đã đọc hết tất cả các sách trên thế giới. Đến khi tốt nghiệp đại học, Narendranath Datta đã nắm vững kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, chính những kiến thức này lại khiến ông bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của Chúa. Để thỏa mãn cơn khát tri thức về Chúa, ông đã đến thăm nhiều bậc thầy tâm linh nổi tiếng và hỏi họ một câu hỏi rằng: bạn đã gặp Chúa chưa? Tuy nhiên, lần nào ông cũng đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, Narendranath Datta đã đặt một câu hỏi tương tự cho bậc thầy nổi tiếng Ramakrishna, một nhà huyền môn của Ấn Độ giáo. Ramakrishna đáp lại một cách không do dự rằng: Tôi thấy Chúa rõ ràng như thấy bạn, chỉ là cảm giác sâu sắc hơn. Câu trả lời này đã thu hút Narendranath Datta, giúp ông nhận ra Ramakrishna không phải là người bình thường. Kể từ đó, ông đến thăm Ramakrishna thường xuyên hơn và những câu hỏi của ông cũng nhận được nhiều câu trả lời hơn. Cuối cùng, Narendranath Datta đã trở thành đệ tử được yêu thích nhất của Ramakrishna.
dưới sự hướng dẫn của Ramakrishna, ông đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nhưng đến năm 21 tuổi, cha của Narendra Data qua đời, khiến gia đình ông cũng bắt đầu sa sút. Ông khẩn cầu Ramakrishna giúp mình cầu nguyện cho phúc lợi kinh tế của gia đình. Nhưng Ramakrishna nói rằng anh không thể cầu nguyện cho tiền bạc và của cải, mà chỉ có thể cầu nguyện cho lương tâm và sự ẩn dật. Ngày hôm đó, Narendra Data đã đạt được sự giác ngộ tâm linh hoàn toàn. Ngày 16 tháng 8 năm 1886, Ramakrishna viên tịch, Narendra Data chính thức xuất gia làm tu sĩ và đổi tên thành Vivekananda, có nghĩa là hạnh phúc của trí tuệ sáng suốt. Ông bắt đầu đi du hành khắp Ấn Độ, chứng kiến những khó khăn trong cuộc sống và bệnh tật mà người dân bình thường phải đối mặt. Ông đã thề sẽ dành cả cuộc đời mình để giảm nhẹ những đau khổ này. Trong thời gian đó, Vivekananda biết rằng Hội nghị Tôn giáo Thế giới năm 1893 sẽ diễn ra tại Chicago, Hoa Kỳ. Ông rất mong chờ được tham gia hội nghị này để truyền bá lý thuyết của Ramakrishna. Sau khi thiền định trên một tảng đá ở phía nam Ấn Độ trong 3 ngày, nguyện vọng của Vivekananda đã thành hiện thực. Các đệ tử đã quyên góp tiền để Vivekananda có đủ chi phí đến tham gia hội nghị này. Ngày 31 tháng 5 năm 1893, Vivekananda lên thuyền đến Hoa Kỳ, nhưng đến nơi, ông lại phải chịu đựng sự chế nhạo và phân biệt, vì người Hoa Kỳ không quen với hình ảnh của một nhà sư Ấn Độ mặc áo màu cam. Điều tồi tệ hơn là, ông phát hiện ra thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị Tôn giáo Thế giới đã kết thúc. Có lúc, Vivekananda nghĩ rằng mình phải trở về Ấn Độ, nhưng vì muốn truyền bá giáo lý của thầy và thông điệp về sự hòa hợp phổ quát, ông đã kiên nhẫn chịu đựng. Để sinh sống, ông đã phải lang thang ở Boston. Tại đây, Vivekananda đã gặp một giáo sư nổi tiếng của Đại học Harvard. Vị giáo sư có ấn tượng sâu sắc với nhà sư Ấn Độ đang phải vất vả duy trì cuộc sống, nên đã kiên quyết yêu cầu ban tổ chức mời ông đại diện cho Ấn Độ tham dự Đại hội Tôn giáo. Giáo sư đã viết một bức thư cho người bạn là ủy viên của đại hội, nói rằng đây là một người có kiến thức nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại. Vì vậy, vào ngày 11 tháng 9 năm 1893, Vivekananda đã được bước lên sân khấu và thực hiện bài phát biểu mà mình mong chờ. Ông chỉ được phép diễn thuyết trong 15 phút, nhưng sau khi kết thúc, toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Tràng pháo tay đã kéo dài suốt 2 phút. Từ đó, Vivekananda cũng được nhiều người biết đến hơn. Nhiều nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm ông. Thậm chí vào thời điểm đó, nhà khoa học nổi tiếng Tesla gần như không có thời gian để ăn hoặc rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng vẫn sẵn sàng chờ đợi hàng giờ để nghe các bài thuyết trình của Vivekananda. Nhà khoa học Tesla cho rằng triết lý Vedanta của Vivekananda rất khoa học và hoàn toàn phù hợp với các kết luận của khoa học hiện đại. Vivekananda bắt đầu đến các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ để diễn thuyết và đã viết ra nhiều cuốn sách xuất sắc, trong đó có 4 tác phẩm kinh điển là Chanana Yoga, Raja Yoga, Nghiệp Yoga và Vương Yoga. Trong một lần trò chuyện, Vivekananda đã nói với đệ tử rằng ông sẽ không sống qua tuổi 40. Đúng như dự đoán của mình, vào ngày 4 tháng 7 năm 1902, Vivekananda như thường lệ vẫn đang dạy dỗ các đệ tử. Đến 9 giờ tối ông trở về phòng và trong lúc thiền định đã an tưởng ra đi khi chỉ mới 39 tuổi. Nhiều người tin rằng Vivekananda đã đạt đến cảnh giới Đại Samadhi. Nhìn lại cuộc đời của Vivekananda, ông luôn đặt lợi ích chung của đồng bào lên hàng đầu. Ông thúc giục đồng bào hãy tự đứng dậy, thức tỉnh và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Trong một tác phẩm của mình, Vivekananda đã viết rằng tôi sẽ uống cạn đại dương. Một tinh thần kiên cường như Vivekananda đã cho chúng ta thấy rằng chỉ cần bản thân mong muốn thì đến núi cao sẽ sụp đổ. Khi có được năng lượng và ý chí như vậy, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của đời mình. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.